Chương 1, giới thiệu. Vân Lạc Phong thiên tài y học của Trung Hoa, ngoài y muốn chết đi, linh hồn nhập vào đại tiểu thư phế vật của phủ tướng quân ở Đại Lục Long Khiếu. Phế vật này chẳng những văn không được võ cũng chẳng xong, lại thêm ngực to não như trái nho, ngang ngược kiêu ngạo tùy hứng, có vị hôn phu hoàn mỹ như thái tử còn chưa đủ, lại đi cướp đoạt mỹ nam giữa đám đông, dẫn đến dưới cơn giận dữ thái tử hủy bỏ hôn ước. Nhưng phế vật không chịu nổi kích thích này, cuối cùng thắt cổ chấm dứt cuộc đời. Lần nữa mở mắt, nàng đã không còn là đại tiểu thư phế vật ngày xưa. Khế ước thần điển, ôm ấp không gian linh dược, cải tử hồi sinh, y tuyệt thiên hạ. Từ quý tộc hoàng tôn cho đến thế gia thương nhân, không ai không thi nhau nịnh bợ nàng, ngay cả thái tử điện hạ từ hôn trước đó, cũng tìm tới cửa muốn hòa hợp lại lần nữa. Sách thần Đối với chuyện này, nam tử thần bí nào đó rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Nếu ai quấy giày nữ nhân của ta nữa, ta liền làm cho kẻ đó có đi mà không có về. Chương 12, Đại tiểu thư Vân gia 1. Editor: Kim Phượng Đại Lục Long Khiếu. Long Nguyên Quốc, trên đường phố phồn thịnh của hoàng thành, dân chúng đứng ngay ngắn trật tự ở hai bên đường, vui mừng chào đón đại tướng quân Vân Lạc thắng trận trở về. Vân Lạc này được xem như truyền kỳ ở Long Nguyên Quốc, chấn thủ biên quan suốt nhiều năm, thế cho nên các nước láng giềng tứ phương không một ai dám xâm phạm, hơn nữa cách đây không lâu một lần hành động khống chế tứ quốc trở thành thuộc địa của Long Nguyên Quốc. Nghe nói việc này khiến cho mặt rồng của bệ hạ cực kỳ vui mừng, chẳng những triệu hắn hồi chiều nhận thưởng mà còn cấp cho hắn một đạo thánh chỉ bỏ trống, có thánh chỉ bỏ trống này, đồng nghĩa với việc bệ hạ sẽ đáp ứng bất luận yêu cầu gì của hắn. Thế nhưng đại tướng quân Vân Lạc chiến thắng trở về, cũng không vào chiều diện thánh mà là vội vàng chạy về phủ tướng quân. Các tướng sĩ theo sát sau lưng hắn đều trầm mặc không nói, nguyên nhân đại tướng quân Vân Lạc sốt ruột chạy về nhà như vậy, sợ rằng không ai rõ hơn bọn hắn. Tất cả đều là vì đại tiểu thư phế vật của Vân gia kia nghe nói trong mấy năm tướng quân vân lạc trấn thủ biên quan phế vật kia trêu chọc không ít chuyện phiền toái bình thường hống hách kiêu ngạo hoành hành ngang ngược cũng thôi đi trước đó không lâu lại còn làm ra vụ rèm pha cướp đoạt mỹ nam dẫn đến nàng bị vị hôn phu là thái tử điện hạ từ hôn lập tức không chịu nổi kích thích này mà lựa chọn thắt cổ chấm dứt cuộc đời nếu nàng thật sự chết vậy trong phủ tướng quân cũng ít đi một cái mầm tai vạ thế nhưng phế vật tự tử không thành công chẳng những được cứu sống hơn nữa còn giống như biến thành một người khác nhốt mình trong phòng suốt nửa tháng không ra khỏi cửa cho nên khi tướng quân vân lạc chiến thắng trở về mới vội vàng hồi phủ tướng quân như vậy lúc này trên núi già trong phủ tướng quân thiếu nữ toàn thân bạch y hai tay ôm cái ót thần thái lười biếng dựa vào núi đá hít mắt nhìn về phía bầu trời sáng rực không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy ta đi tới mảnh đại lục này đã hơn nửa tháng may mà trong nửa tháng này ta đã triệt để tiếp thu trí nhớ của nguyên chủ cơ thể này cũng hiểu rõ nơi này tới cùng là địa phương nào nửa tháng trước nàng đang làm thí nghiệm ở phòng thí nghiệm của đại học y học trung hoa lại không cẩn thận dẫn tới nổ mạnh chờ sau khi nàng tỉnh lại liền nhận ra đã xuyên tới thế giới lạ lẫm này vân lạc phong trùng tên trùng họ với nàng ở trung hoa khác nhau ở chỗ nàng là sinh viên ưu tú học trò đắc ý của thầy cô ở đại học trung hoa còn vân lạc phong này lại là phế vật nổi tiếng văn không được võ cũng chẳng xong thậm chí ngay cả tụ khí đơn giản nhất cũng làm không được càng miễn bàn trở thành một người linh giả chân chính tại thế giới cường giả vi tôn này có thể tưởng tượng một phế vật không thể trở thành linh giả sẽ gặp phải bao nhiêu trào phúng, và thoá mạ. Phế vật này chẳng những có một gia gia là tướng quân, ngay cả tình nhân trong mộng của muôn vàn thiếu nữ Long Nguyên Quốc là Thái tử Điện Hạ, cũng cùng nàng định chung thân. Phế vật này có vị hôn phu hoàn mỹ như Thái tử còn bất mãn, lại dám lớn mật đùa dẫn nam nhân đàng hoàng trên đường cái. Làm cho Thái tử không thể nhịn được nữa, không tiếc mạo hiểm đắc tội vân lạc tướng quân, cũng cần phải hủy bỏ hôn ước với phế vật này. Nào ngờ Vân Lạc Phong không hề hối cải, muốn dùng cái chết uy hiếp. Thái tử điện hạ hồi tâm chuyển ý, nhưng thái tử điện hạ lại xoay người rời khỏi, may mà người trong phủ tướng quân kịp thời cứu, nàng mới thoát khỏi kiếp nạn tử vong. Thế nhưng, không ai biết khi Vân Lạc Phong được cứu xuống đã mất mạng, bây giờ trong cơ thể nàng đã đổi thành một linh hồn đến từ Trung Hoa. Chương 2, đại tiểu thư Vân gia. Editor, Sam Sam D. D. đùa giỡn với nam nhân ngoài đường phố sao? Thật sự là như thế sao? Nữ tử chậm rãi ngồi dậy khỏi núi giả, khóe môi cong thành một nụ cười tà. Nếu như không phải vóc dáng của người kia giống với thái tử, hơn nữa lại mặc y phục của hắn thì Vân Lạc Phong yêu thái tử như vậy, làm sao lại nhận lầm người chứ? Cho tới lúc kích động tiến lên bắt được người nọ thì bị dính phải tội danh đùa giỡn mỹ nam. Dĩ nhiên, nếu sự việc chỉ như thế thì mọi người cũng sẽ không hiểu nhầm là Vân Lạc Phong có liên quan với nam nhân kia. Nguyên nhân chủ yếu là vì sau khi bị nàng bắt lấy thì nam nhân kia lại hét lớn kêu to nói đại tiểu thư của Vân gia không ngừng dây dưa với hắn, hôm nay còn nhất quyết bắt hắn làm nam sủng, mà Vân Lạc Phong lại không giỏi ăn nói, hốt hoảng đến mức ngay cả khả năng giải thích cũng đánh mất hết, vì vậy, sự im lặng của nàng làm tội danh kia trở thành sự thật. Nhớ đến chuyện ấy, trong lòng nữ tử thở dài, Vân Lạc Phong, nữ nhi của tướng quân mà lại ngu xuẩn đến vậy. Người ta vụ oan hãm hại đơn giản như thế mà cũng không nhìn ra, còn vọng tưởng dùng mạng của mình để khiến thái tử xoay chuyển tình cảm sao? Nếu như không phải do thái tử phân phó, thì sao có người dám mặc y phục của hắn đi gây sự chú ý khắp nơi như vậy? Thái tử Cao Lăng là đệ nhất mỹ nam của Long Nguyên quốc, có thiên phú dị bẩm, năng lực xuất chúng. Với thân phận địa vị của hắn, sao Cam Tâm tình nguyện lấy một kẻ phế vật chứ? Cho nên, nàng có thể hiểu được những uất ức trong lòng Cao Lăng. Nhưng mà điều khiến nàng không thể nào chấp nhận được chính là, vì không muốn làm ô nhục danh tiếng của mình mà Cao Lăng lại vu hãm cho Vân Lạc Phong tội danh không tuân theo chuẩn mực của nữ tử, dám đi trêu chọc mỹ nam ngoài đường khiến nàng mang tiếng xấu ở Long Nguyên Quốc. Như thế, mặc dù hắn muốn giải trừ hôn ước cũng không có người nào đồng tình với Vân Lạc Phong. Đúng lúc này, nhà hoàn thân cận của Vân Lạc Phong là Khinh Yên vội vã chạy tới, vốn là khuôn mặt nhỏ nhắn đang hốt hoảng, khi nhìn thấy nữ tử ngồi bên núi già thì lộ ra vẻ mừng rỡ. Tiểu thư, tướng quân đại nhân đã trở lại, nói người đến thư phòng gặp ngài ấy. Ra ra, trở lại rồi. Vân Lạc Phong ngẩn ra, sao nàng lại quên mất, hôm nay là ngày đại tướng quân Vân Lạc toàn thắng trở về, trước đây không lâu nguyên chủ của cơ thể này cũng rất mong chờ ngày này đến mà ai ngờ cuối cùng không thể đợi đến lúc ấy thì đã vùi thay dưới âm mưu đen tối của những kẻ kia đi thôi dẫn ta đi gặp ra ra nàng phục hồi tinh thần véo khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào như quả táo nhỏ của khinh yên một cái trên dung nhan tuyệt mỹ lại xuất hiện nụ cười tà sau đó còn không đợi khinh yên kịp phản ứng nàng đã đi về phía thư phòng trong thư phòng của phủ tướng quân một lão giả tóc trắng xóa với gương mặt không lộ ra chút biểu cảm nào đang ngồi trên ghế, nghiêm túc nhìn thiếu nữ Bạch Y đứng trước mặt. Vân Lạc Phong đứng phía dưới lười biếng ngáp một cái, nàng tiến vào thư phòng đã nửa canh giờ, trong nửa canh giờ này, tướng quân Vân Lạc vẫn không nói một câu nào, cứ bày ra gương mặt không cảm xúc đó mà nhìn nàng, thấy tướng quân Vân Lạc không mở miệng, dĩ nhiên Vân Lạc Phong cũng sẽ không bắt đầu trước. Những chuyện đổi phong bại tục ngươi làm gần đây, ta cũng đã nghe nói, chẳng lẽ ngươi không muốn giải thích cho ta sao? cuối cùng tướng quân vân lạc không thể duy trì bình tĩnh được nữa gương mặt giả nuôi trầm xuống nghiêm nghị hỏi ngài muốn ta cho ngài lời giải thích như thế nào vân lạc phong cười khẽ nếu ngài lựa chọn tin tưởng mấy lời đồn đại kia mà không tin cháu gái vậy ngài nghe được thế nào thì chính là thế ấy ta không cần thiết phải giải thích lão sược vân tướng trưởng lên bàn dầm một tiếng dưới lực của tay ông ta chiếc bàn bị vỡ làm đôi hy sinh một cách vinh quang trong lửa giận của lão gia chương ba đại tiểu thư vân gia ba Editor, Kim Phượng đây là thái độ ngươi đối xử với Gia Gia sao? Gia Gia. Vân Lạc Phong cười nhạo một tiếng, nhách môi nói, ngài chấn thủ biên quan 10 năm, có từng quan tâm tới người cháu gái là ta không? Lúc ta bị ức hiếp, từng có người nào vì ta ra mặt sao? Lúc ta bị người khác hãm hại, lúc ta hy vọng thân nhân có thể đứng ra bảo vệ ta, ngài đang ở nơi nào? Nếu không phải tướng quân Vân Lạc đi chấn thủ biên quan 10 năm, trước kia làm sao Vân Lạc Phong lại sống thê thảm như vậy, thậm chí còn bị người khác hãm hại, thân bại danh liệt cho nên đối với người ra ra rời nhà lúc nàng 4 tuổi này, từ đó về sau chưa từng trở về, trong lòng nàng có oán giận. Chính vì oán giận của nguyên chủ cơ thể này mới khiến nàng nói ra những lời như vậy, ở trước mặt lão gia hỏa. Nhưng sau khi Vân Lạc Phong nói xong những lời này, toàn bộ thân thể đều thoải mái, nàng biết, đây là bởi vì nàng nói ra những lời nguyên chủ của cơ thể này muốn nói, bởi vậy một chút tàn niệm cuối cùng lưu lại trong thân thể cũng biến mất. Giọng nói mang theo lên án của thiếu nữ khiến cõi lòng đầy lửa giận, của Vân Lạc bình tĩnh lại, thân thể già nua ngồi sững trên ghế gỗ, trên mặt mang theo một nụ cười khổ. Ông biết, mấy năm nay thiếu nợ người cháu gái này quá nhiều. Đặc biệt những lời nàng mới nói giống, như một cái gậy nặng hung hăng đập vào trong lòng ông, làm trong lòng ông đau xót khó chịu, nhịn không được thở dài một hơi mạnh. Từ xưa Trung Hiếu khó lưỡng toàn, Trung Nghĩa và thân tỉnh cũng như thế. Năm ấy ông vì trung thành với bệ hạ lại bỏ rơi cháu gái 4 tuổi đi biên quan, một đi chính là 10 năm. Nàng không hề có thiên phú tu luyện ở trong 10 năm này đã trôi qua như thế nào, vậy mà ông vừa trở về chưa hỏi phải trái đúng sai đã vì những câu chuyện đồn đãi đó, mà trách cứ cháu gái. Phong Nhi, Vân Lạc giơ bàn tay đầy vết chai lên, run rẩy rũi về phía Vân Lạc Phong, nhưng cuối cùng ông vẫn vô lực thả tay xuống, ra gia, gia có lỗi với cháu, cũng có lỗi với toàn bộ Vân gia, cha mẹ của cháu vì quốc gia mà hy sinh, ra ra lại không thể chiếu cố cháu cho tốt. Trong nháy mắt, tướng quân Vân Lạc vốn đang khí phách rõ ràng già thêm vài tuổi. Lúc nãy sở dĩ ông tức giận như thế cũng chỉ tiếc hận sắt không thành thép, nhưng dường như ông quên mất, nhà đầu này 3 tuổi đã không có cha mẹ, chính mình lại rời khỏi vân gia khi nàng 4 tuổi, từ nhỏ không ai quản giáo nàng, lại có thể cho ông bao nhiêu kỳ vọng. Ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn. Ông nhớ mang mắng năm đó lúc chính mình sắp sửa ra cửa, tiểu lạc phong 4 tuổi lôi kéo quần áo của ông khóc la mong ông đừng rời khỏi. Cuối cùng, vì an nguy của muôn vàn bá tánh Long Nguyên Quốc, ông vẫn nhẫn tâm rời khỏi nàng. Nếu ngài không có việc gì nói ta liền đi về nghỉ ngơi trước, vân lạc phong mệt mỏi nhắm mắt lại lười biếng nói trông thấy vẻ mặt lạnh nhạt của thiếu nữ đáy mắt vân lạc hiện ra một chút áy náy ông há miệng thở dốc muốn nói gì đó nhưng tất cả lời nói tới cổ họng dường như lại bị ngăn chặn không thể phát ra một chút thanh âm nào đi đi cuối cùng ông than nhẹ một tiếng vô lực khoát tay mà hai chữ này tựa như dùng hết toàn bộ sức mạnh của ông khiến ông có chút hư nhược nhắm hai mắt lại lúc này đại tướng quân vân lạc không còn khí phách hăng hái trên chiến trường mà tựa như là một lão nhân gần đất xa trời khiến trong lòng Vân Lạc Phong có chút không đành lòng. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không nói gì thêm, xoay người rời khỏi thư phòng. Sau khi bóng dáng một thân màu trắng biến mất, Vân Lạc mới mở mắt ra, khóe môi vương một chút chua sót, nói với thư phòng không một bóng người, thanh nhã, ta thật sự sai rồi sao? Chương 4, Đại tiểu thư Vân ra, 4. Editor, Sam Sam D -D l Quy cửa ngầm trong thư phòng mở ra, một nam nhân chậm chạp đẩy xe lăn mình đang ngồi đến bên người Vân Lạc. Đây là một nam tử rất thanh nhã, dường như giữa hàng lông mày tuấn tú lại chứa đựng vẻ ưu thương, da tay trắng nõn, nhưng lại trắng giống như bị bệnh, làm cho người ta vô cùng thương tiếc. Đáng buồn, nam tử thanh lịch lạnh nhạt như vậy lại phải ngồi trên xe lăn, cơ thể bệnh yếu tàn tật như không thể chịu nổi bất kỳ một gánh nặng nào. Phụ thân, lúc nó 4 tuổi người đã rời khỏi nhà, cho nên người không biết những năm gần đây, nó phải chịu đựng áp bức lăng nhục đến mức nào, mà con, thân là thúc thúc của nó, lại bởi vì ít chuyện mà không thể nào đứng ra bảo vệ giúp đỡ nó được, chắc những điều ấy đã khiến nó trở nên như vậy." Giọng nói của nam tử giống như dòng suối ngọt ngào, thấm vào tận tâm can của người nghe. Nhưng mà, nếu có ai khác đứng ở đây nghe được nam tử gọi Vân Lạc, như vậy sẽ cảm thấy rất kinh ngạc. Mọi người đều biết, đại tướng quân Vân Lạc sinh được hai nhi tử, hai người này đều là những thiên tài, nhất là nhị thiếu gia của Vân gia, Vân Thanh Nhã, tuổi gần 15 đã đạt tới linh giả trung cấp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa đã đột phá linh giả cao cấp phải biết là, người đặt linh giả cao cấp ở Long Nguyên quốc này chỉ có hai người, một chính là đại tướng Gia Vân gia, Vân Lạc, còn một người là đệ nhất cường giả của hoàng tộc, nhưng không phải tới 40 tuổi hai người này mới chạm tới cánh cửa đột phá linh giả cao cấp sao? Mà khi ấy Vân Thanh Nhã chỉ mới có 15 tuổi thôi, 15 tuổi đạt tới linh giả trung cấp là việc khiến người ta kiêu ngạo, vậy mà, thiếu niên Vân Thanh Nhã đã từng đắc chí kia lại quên mất một chuyện, cây cao chịu gió lớn, trong một trận tỉ thí, hắn đánh bại đối phương nhưng chuyện này lại dẫn tới sự trả thù từ phía gia tộc của bên ấy cuối cùng ngã xuống ở giữa núi rừng nhưng mặc cho đời sau suy đoán cũng không nghĩ tới vốn là vân thanh nhã đã mất lại vẫn còn sống thanh nhã những năm gần đây con cũng đã cực khổ rồi vân lạc cười khổ một tiếng áy náy nói nếu không phải vì vân gia con cũng sẽ không phải ẩn mình thế này thế lực đó quá mức cường đại nếu bọn họ biết con còn sống thì nhất định sẽ không bỏ qua cho con thậm chí ngay cả vân gia cũng sẽ không tha thứ vân thành nhã khẽ rũ mắt che đậy sự bi thương trong đôi mắt ấy dùng giọng nói lạnh nhạt bình tĩnh trả lời coi như con sống thì như thế nào bây giờ con có gì khác người chết sức mạnh bị phế bỏ chỉ có thể kéo dài sự sống cho cơ thể tạm bợ này cháu gái mình bị người ta bắt nạt ở bên ngoài vậy mà con không thể nào đứng ra giúp nó được nếu mười mấy năm trước mặc dù người không có ở vân gia thì cũng không ai dám làm hại tiểu phong nhi nhưng mà hôm nay vì cả vân gia con không thể để người khác biết tin con còn sống năm đó hắn bị thế lực kia đuổi giết đến cùng kéo cơ thể bị trọng thương chạy trốn ít ngày sau tin tức hắn đã chết được truyền ra nhưng thế lực đó cũng không tin hắn chết mỗi ngày đều phái người quan sát trước vân gia vì vậy hắn trốn vào trong mật thất trốn tránh mười mấy năm rồi mười mấy năm qua sống trong màn đêm không có ánh sáng khiến bệnh tình của hắn chẳng những không giảm đi mà còn có dấu hiệu nặng thêm điều ấy càng làm hắn tuyệt vọng ngay cả tránh được đuổi giết thì đan điền bị phế thực lực đều biến mất hơn nữa cũng không có cách nào tu luyện. Nếu không phải phụ thân đã mất huynh trưởng, hắn không đành lòng để ông ấy đầu bạc tiễn người đầu xanh một lần nữa, thì có lẽ hắn đã sớm không muốn ở trên cõi đời này nữa. Thanh nhã, nghe thấy lời của Vân Thanh, Vân Lạc im lặng trong chốc lát rồi nói, ngay cả tin tức con còn sống cũng không thể để người ngoài biết, nhưng dù sao Tiểu Phong Nhi cũng là cháu gái của con, hơn nữa hôm nay nó đã trưởng thành, đến lúc để nó biết đến sự tồn tại của Thúc Thúc. Chương 5, Y học thần điển, 1 editor, kim phượng mảnh đại lục này tên là đại lục Long Khiếu. Trên đại lục này võ vi tôn và người tập võ được gọi là linh giả. Linh giả được chia thành nhiều cấp bậc, gồm có linh giả sơ cấp, linh giả trung cấp, linh giả cao cấp, địa linh giả, thiên linh giả, tôn linh giả, thánh linh giả. Mỗi cấp bậc lại chia thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh phong. Chỉ có điều người mạnh nhất ở Long Nguyên Quốc cũng chỉ là linh giả cao cấp, hơn nữa linh giả cao cấp cũng chỉ có hai người. Một người là gia gia của ta, người còn lại là đệ nhất cường giả của hoàng tộc trên giường thiếu nữ mở hai mắt sắp xếp lại những tin tức thu thập được khẽ thở dài thật đáng tiếc tư chất của cơ thể này không tốt không thể bước vào con đường tu luyện mà ở trên đại lục dùng võ vi tôn này người không thể tu luyện đều là phế vật không phải nguyên chủ của cơ thể này chưa từng thử tu luyện thế nhưng mỗi lần nàng bắt đầu hấp thu linh khí xung quanh đều cảm thấy cả người đau đớn mồ hôi lạnh ứa ra cuối cùng chỉ có thể từ bỏ cũng may lúc trước vân lạc phong đã đọc thuộc phương pháp tu luyện như thế cũng rất tiện cho nàng a à cho dù Vân Lạc Phong cố gắng hết sức thử hấp thu linh khí, nhưng trong cơ thể của nàng lập tức truyền đến một trận đau đớn, đau đớn khiến cả người nàng chấn động, mồ hôi lạnh rơi lột độp. Không được, ta tuyệt đối không thể từ bỏ. Nếu như không thể bước vào con đường tu luyện, ở trên đại lục cường giả vi tôn này, trừ khi chịu sống trong khuất nhục, bằng không cũng chỉ có thể chờ chết. Mà từ trước tới giờ ta đều không cam tâm là một phế vật. Ngoài cửa, dường như đại tướng quân Vân Lạc đang muốn đẩy cửa mà vào cảm nhận được gì đó, lúc tay chạm vào cửa phòng thì ngừng lại, ngay sau đó, giọng nói mạnh mẽ của thiếu nữ đánh thẳng vào tai ông, tựa như một bàn tay đang mạnh mẽ bóp chặt trái tim ông. Hầy! Vân Lạc thu hồi tay, ngoài áy náy trong mắt ra lại thêm một chút đau lòng. Nhà đầu này vì tu luyện mà nỗ lực như vậy, nhưng chính mình lại tin tưởng lời đồn bên ngoài rồi hiểu lầm nàng như thế, chẳng những lúc trở về không quan tâm nàng mà còn lên giọng chất vấn, làm tổn thương nha đầu này. Tướng quân đại nhân, Lúc Vân Lạc lòng mang áy náy, quản gia vội vàng chạy tới, chắp tay nói, "Thái tử điện hạ đến đây bái phỏng, hiện giờ đã ở chính sảnh chờ tướng quân." Viếng thăm trên thăm hỏi, "Thái tử đến đây bái phòng. Vân Lạc trầm ngâm một hồi lâu, nhìn cửa phòng đóng chặt trước mặt, trầm giọng nói, "Phân phó xuống, bất cứ ai cũng không được phép quấy giày đại tiểu thư." "Dạ, đại nhân." Đối với việc Vân Lạc đến, Vân Lạc Phong có phát hiện, nhưng bây giờ nàng đã đau đớn đến nói không nên lời, làm sao còn rảnh rỗi để ý tới ông ấy? Nếu bây giờ có người ở chỗ này, nhất định sẽ bị Vân Lạc Phong dọa sợ. Một thân bạch y của thiếu nữ bị máu nhiễm đỏ, máu từ trong lỗ chân lông không ngừng chảy ra bên ngoài, nàng giống như là một huyết nhân một đám chìm trong huyết trì. Hai, thoạt nhìn hết sức khiếp người. Một, người máu hai, ao chứa toàn máu. Dầm. Ngay lúc Vân Lạc Phong bởi vì đổ máu quá nhiều mà ngất đi, một âm thanh nổ tung trong đầu nàng, làm ý chí của nàng trong phút chốc liền khôi phục sự thanh tỉnh. Chương 6, Y học thần điển. Editor, Sam Sam D chủ nhân, người thật là làm loạn đó, nếu không phải nhờ ta tỉnh lại kịp thời, thì chỉ sợ hôm nay người đã phải bỏ mạng ở đây rồi. Một giọng nói êm ái truyền vào trong đầu Vân Lạc Phong, rồi sau đó trong đầu nàng liền trống rỗng, đến sau khi nàng hồi phục lại tinh thần, thì phát hiện đang ở bên trong một vùng nhỏ hẹp, đứng trước mặt nàng là một tiểu nam hài toàn thân mặc y phục màu trắng, phấn điêu ngọc mài giống như tiên đồng, đương nhiên, giọng nói vừa xuất hiện trong đầu Vân Lạc Phong là đến từ tiểu nam hài ở trước mặt phấn điêu ngọc mài, gương mặt đẹp như tượng điêu khắc, da mịn như viên ngọc đã mài rũa. Chủ nhân, đã lâu không gặp, ta nhớ người muốn chết. Nhìn thấy Vân Lạc Phong xuất hiện, tiểu nam hài đáng yêu kia liền nở nụ cười, lộ ra hai chiếc răng nhanh, vui vẻ nhào về phía nàng. Vù, ai ngờ nữ tử thấy động tác của hắn thì vội vàng nghiêng người tránh khỏi. Tiểu nam hài chưa kịp dừng bước, lảo đảo một cái rồi nhào xuống đất ngã soãng xoài, sau đó cơ thể nhỏ bé lại bò dậy, dùng ánh mắt hờn giận nhìn Vân Lạc Phong, chủ nhân, người thật độc ác mà. Đợi một chút. Vân Lạc Phong cắt đứt lời nói của tiểu nam hài, nàng nhíu mày thật chặt rồi hỏi, ngươi là ai? Đây là đâu? Chúng ta có quen biết sao? Chủ nhân, người quên ta rồi sao? Tiểu nam hài vừa nghe thấy lời của nàng thì miệng liền mếu lại muốn khóc thành tiếng. Nếu như không phải chủ nhân nhà ta từ thư viện về, thì chỉ sợ ta không có cách nào biết người đâu. Thật không nghĩ tới chỉ mới nửa tháng mà chủ nhân đã quên ta rồi. Thư viện sao? Vân Lạc Phong hoàn toàn bối rối, người này đang nói gì vậy? Thư viện gì chứ? Chủ nhân, ta là tinh linh thủ hộ y học thần điển, là chủ nhân nhặt được ta ở thư viện của Đại học Trung Hoa. Y học thần điển, đùng. Dường như có một tia sét giáng xuống khiến Vân Lạc Phong ngây người đứng yên một chỗ. Đây là y học thần điển mà nàng vô tình nhặt được ở thư viện trường học, vì trong tiệm sách lại không có ghi chép gì về cuốn sách này, nên thầy giáo quản thư viện đã đưa nó cho nàng. Nhưng chẳng biết tại sao không có cách nào mở được cuốn y học thần điển này, Tất cả biện pháp nàng dùng đều không hiệu quả. Không nghĩ tới sau khi xuyên qua, y học thần điển cũng theo nàng tới đây, hơn nữa còn có một tiểu nam hài tự xưng là tinh linh thủ hộ y học thần điển. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Vân Lạc Phong hồi phục tinh thần rồi hỏi người trước mặt. Nàng càng muốn hỏi vì sao mình lại xuyên không đến đại lục này, Vân Lạc Phong tin rằng nhất định chuyện này có liên quan đến tiểu tử kia. Chủ nhân, lúc trước người làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm cuối cùng lại bị nổ tung là nhờ ta đưa người tới đại lục long khiếu này nếu không thì người đã chết rồi tiểu nam hài kiêu ngạo ngẩng đầu bộ dạng giống như đang kể công rồi sau đó dường như hắn nhớ tới chuyện gì đó lại uể oải nói đáng tiếc là trung hoa kia không tồn tại linh khí đừng nói việc tu luyện ngay cả năng lực dẫn người vào thế giới của thần điển mà ta cũng không có nếu không người cũng sẽ không vì trận nổi nhỏ kia mà tàn phá cả cơ thể vân lạc phong nhíu mày bên môi lại cong lên nụ cười tà khí Nghe thấy ý tứ trong câu nói của ngươi, ngươi cũng không thuộc về Trung Hoa." Tiểu Nam Hải gật đầu một cái rồi nghiêm túc trả lời, "Ta thuộc về Đại Lục Long Khiếu, là do một lần ngoài ý muốn mới lạc tới Trung Hoa, trong lúc vô tình lại được người nhặt được, nhưng mà, chủ nhân ạ, à, vừa rồi thật sự người đã rất nguy hiểm đó, nếu như không phải ta ngăn người lại thì chỉ sợ người đã chảy máu quá nhiều đến chết rồi." Chương 7: Y học thần điển 3 Editor: Kim Phượng ta biết, nhưng nếu cho ta thêm một cơ hội nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy trên đại lục long khiếu này, kẻ yếu giống như con kiến. Còn ta khó khăn lắm mới có sinh mạng thứ hai, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Muốn sống, vậy chỉ có trở nên mạnh mẽ. Nghe thấy giọng nói của Vân Lạc Phong, tiểu nam hài ngây người một chút, ngước mắt nhìn lên, lọt vào trong tầm mắt đó là gương mặt, và thần thái hoàn toàn tự tin của thiếu nữ khiến hắn không kiềm chế được nhìn, đến ngây người. Chủ nhân, người muốn trở nên mạnh mẽ ta có thể giúp người. Ánh mắt của tiểu nam hài dần trở nên kiên định, không thể không nói vận khí của chủ nhân thật tốt chiếm được một cơ thể có tư chất tốt như vậy tuy rằng thế nhân đều nói trước kia vân lạc phong là phế vật đó là bởi vì không ai có thể trợ giúp nàng tu luyện phải nói hiện giờ trên đại lục long khiếu không ai có thể cung cấp cho nàng phương pháp tu luyện chính xác và đầy đủ nếu cơ thể này dựa theo phương pháp tu luyện của người bình thường sẽ dẫn đến cả người đau đớn khó có thể thừa nhận nếu miễn cưỡng tu luyện dĩ nhiên máu sẽ không ngừng chảy mất máu quá nhiều mà chết hắn ngừng lại một chút rồi nói nhưng cũng chính vì chủ nhân người miễn cưỡng tu luyện dẫn tới máu không ngừng chảy ra ta mới có thể đạt thành huyết khế với người nói cách khác sợ là chúng ta sẽ không gặp mặt nhanh như thế nghe được lời này trong lòng vân lạc phong khẽ động hỏi ngươi thật sự có thể giúp ta tiểu nam hải gật gật đầu chủ nhân ta là tinh linh thủ hộ y học thần điển đừng nhìn vóc dáng của ta nhỏ bé như vậy thật ra ta đã sống rất nhiều năm trên đời này không có chuyện nào mà ta không biết mặt khác chủ nhân có biết đây là nơi nào không nơi nào Vân Lạc Phong nhíu mày hỏi. Đây là không gian linh dược, linh khí tồn tại trong không gian này cực kỳ nồng đậm. Đương nhiên, ngoài việc những linh khí này có lợi cho dược liệu, còn có thể cung cấp cho linh giả hấp thu. Nếu người hái dược liệu bên ngoài vào trong không gian linh dược, những dược liệu bình thường đó lập tức sẽ có được linh khí. Dĩ nhiên hiệu quả cũng không phải dược liệu bình thường có thể sánh bằng. Tiểu Nam Hải Đắc Ý nói, hiện giờ linh khí trên đại lục Long Khiếu đã cực kỳ ít ỏi, căn bản không thể tạo ra linh dược cho nên nếu người cầm ra ngoài một gốc cây linh dược tất nhiên sẽ khiến cho đại lục chấn động cực lớn vân lạc phong nhìn tiểu nam hài ta chỉ biết nhân loại và linh thú có thể tu luyện lại chưa từng nghe qua dược liệu cũng có thể hấp thu linh khí vừa nghe lời này tiểu nam hài có chút buồn bực hắn còn tưởng rằng vân lạc phong không tin lời nói của mình gương mặt phấn điêu ngọc mài tức giận đến đỏ bừng ta nói đều là sự thật dược liệu vốn dĩ cần dựa vào thiên địa linh khí mới có thể sinh trưởng nhưng hiện tại linh khí trên đại lục quá ít không thể sánh bằng trước kia cho nên đã rất nhiều năm không có một gốc cây dược liệu nào thành công sinh trưởng thành linh dược người xem những y giả trên đại lục này chỉ một vết đao bình thường cũng cần người bệnh tự khôi phục rất lâu còn có thể để lại sẹo nếu như trong tay y giả kia có linh dược vết đao có sâu hơn nữa cũng có thể lập tức phục hồi như cũ đây là sự khác nhau giữa linh dược và dược liệu bình thường tiểu nam hài tức giận nói mặt khác chữa thương chỉ là một trong những công dụng của linh dược mà thôi có một số linh dược có thể trợ giúp tu luyện có một số còn có thể trực tiếp làm cho linh giả đột phá làm cho linh giả đột phá đây không thể không nói vân lạc phong động tâm trong đôi mắt tà khí hiện lên một tia tính toán tiểu gia hỏa còn đang lải nhải hơn nữa mặc dù có một ngày thực lực của người bị người ta phế đi linh dược cũng có thể giúp người khôi phục lực lượng cao nhất của lúc trước chỉ là dựa vào lực lượng hiện tại của người không gian linh dược chỉ có thể sáng lập ra một khối địa phương nhỏ như thế chờ sau này thực lực của người đột phá, sẽ có thể có được nhiều đất đai hơn. Chương 8, Thái tử bái phòng 1. Editor, Kim Phượng Vân Lạc Phong làm sao, cũng không ngờ được mình chỉ vô tình nhặt một quyển y học thần điển, vậy mà lại mang đến cho mình nhiều chỗ tốt như vậy. Khi nào ta có thể bắt đầu tu luyện? Nàng ngẫm nghĩ rồi hỏi. Hiển nhiên đối với nàng hiện tại không có việc nào quan trọng hơn việc tu luyện. Chủ nhân, ở chỗ ta có một phương thuốc, người chuẩn bị đầy đủ được liệu rồi phối thuốc theo đơn thuốc này để tắm trong 5 ngày, sau năm ngày này ta sẽ cho người một bộ công pháp thích hợp với thể chất của người. Nói đến đây tiểu gia hỏa tạm dừng một chút rồi mới tiếp tục, nước thuốc này có công dụng giúp người rèn luyện thể chất, dù cho có bao nhiêu đau đớn thống khổ người cũng nhất định phải kiên trì đến cùng. Sau năm ngày là người có thể bắt đầu tu luyện. Đáng tiếc, hiện tại không có linh dược, nếu không người cũng không cần chịu tội trong năm ngày, chỉ cần một ngày là đủ. Với thực lực của người bây giờ, muốn trồng dược liệu thành linh dược phải mất đến 3 tháng. Đối với người mà nói thời gian như vậy là quá lâu. Ngụ ý nếu hiện tại đưa dược liệu bên ngoài, vào không gian trồng phải mất đến 3 tháng dược liệu mới phát triển thành linh dược, vì vậy nó mới chọn cách khác. Ta hiểu được. Vân Lạc Phong nhận lấy phương thuốc tiểu nam hài đưa cho. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi tên gì. Chủ nhân, ta tên là Tiểu Mạch, sau này người không được quên tên của ta. Tiểu Mạch nói bằng chất giọng non nớt, nói xong còn nở nụ cười tươi tắn. Vân Lạc Phong cất phương thuốc vào vạt áo trước ngực, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiểu Mạch, đúng lúc bắt gặp nụ cười đáng yêu của tiểu mạch khiến vân lạc phong không nhịn được đưa tay ra nhéo nhéo cái má trắng hồng kia đôi môi nàng lại nở nụ cười tà khí tiểu mạch ta đến chỗ này cũng đã lâu rất dễ bị người khác phát hiện làm sao để rời khỏi đây lòng bàn tay thiếu nữ thật ấm áp làm cho gương mặt của tiểu nam hài đỏ bừng lên chợt nghe vân lạc phong muốn rời khỏi thần điển nó cắn cắn môi đôi mắt to tròn đã óng ánh nước ngước mặt lên nhìn nàng chủ nhân người mới đó đã muốn đi rồi sao ta khó khăn lắm mới gặp được người hơn nữa không ai biết tình huống hiện tại của người đâu sau khi người đi vào thế giới thần điển người ngoài nhìn vào chỉ thấy người đang ngủ say không ai biết người đã tiến vào thế giới thần điển vân lạc phong trầm mặc nửa ngày nói vậy ngươi có thể rời khỏi thế giới thần điển không tiểu mạch lắc lắc đầu ánh mắt đầy vẻ cô đơn chủ nhân ta không phải con người cũng không phải linh thú ta chỉ là một sinh linh thể trong y học thần điển ta vốn không phải sinh linh có sinh mạng của thế giới này nhưng chờ sau này thực lực của chủ nhân trở nên lớn mạnh ta có thể tạm thời rời khỏi y học thần điển, nhưng cũng không thể rời khỏi người quá 100 mét. Tiểu mạch, ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, tại sao ngươi lại chọn ta làm chủ nhân? Trung Hoa có ngàn ngàn vạn vạn con người, nàng không rõ tại sao y học thần điển cuối cùng lại chọn nàng. Ta cũng không biết. Trong mắt tiểu mạch cũng lộ ra một chút khó hiểu. Có lẽ là do người đã chọn ta trước. Nếu không phải người nhặt được ta, có lẽ bây giờ ta vẫn còn bị ném trong thư viện. Có lẽ vì nguyên nhân này mà ta chọn người sau khi Vân Lạc Phong rời khỏi thế giới thần điển, thì phát hiện bản thân đang nằm trên giường, trong ngực đang ôm lấy một quyển sách, trên bìa sách ghi y học thần điển. Chữ đập vào mắt, như vậy chứng minh tất cả những gì vừa xảy ra không phải là mơ. Tiểu thư, người tỉnh rồi. Nha hoàn khinh yên thấy Vân Lạc Phong mở mắt ra, trong lòng vui vẻ, rồi sau đó tựa như nhớ đến cái gì, gương mặt nhỏ liền ủ rủ. Tiểu thư, thái tử điện hạ tới, tướng quân đại nhân bảo người đến đó một chuyến vừa rồi nô tỳ thấy người đang ngủ chưa nên không quấy dày. Bây giờ người dậy rồi, nô tỳ cũng phải đi hồi bẩm tướng quân. Chương 9, Thái tử bái phòng 2 Editor, Kim Phượng Thái tử, Vân Lạc Phong cho mày, dựa vào giường ngồi dậy, nhưng lúc nàng đứng dậy không tự chủ được ngây ngẩn cả người. Nếu nhớ không lầm, trước đó bởi vì nàng miễn cưỡng tu luyện nên khiến cho cả người đầy máu tươi, nhưng mà hiện giờ trên người nàng lại rất sạch sẽ, một thân bạch y sạch sẽ và thanh lịch, tựa như đã được rửa sạch. Chuyện này là sao? nghĩ không ra Vân Lạc Phong dứt khoát không hề nghĩ nhiều. Nàng cười lạnh một tiếng, nói, khinh yên, chúng ta đi, ta rất muốn biết lúc này thái tử tới tướng quân phủ là vì chuyện gì. Không đợi khinh yên phục hồi tinh thần lại, Vân Lạc Phong đã đi ra khỏi phòng, một lát sau khinh yên mới chậm rãi khôi phục tinh thần, vội vàng đuổi theo, trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc. Không biết vì sao, từ khi tiểu thư tự sát không thành liền giống như thay đổi thành một người khác, ngay cả nghe thấy thái tử điện hạ tiến đến bái phòng, cũng không kích động giống như trước kia, ngược lại, ngược lại cho người ta cảm giác rất là kỳ lạ. Trong đại sảnh, tướng quân Vân Lạc ngồi ngay ngắn, trao mày, mang theo một tia buồn lo. Bên cạnh ông còn có một già một trẻ, thiếu niên ký ước chừng 18-19 tuổi, mặt mày anh Tuấn, dáng vẻ bất phàm, một thân trường bào màu xanh đen vừa vặn thân thể hắn, giống như một thanh kiếm sắc bén có thể giết người trong vô hình. Đứng sau lưng thiếu niên là một lão già, trái ngược với vẻ bình tĩnh của thiếu niên, sắc mặt lão già kia lại tái mét, trong mắt hàm chứa lửa giận không thể phát tiết ra, Vân tướng quân, thái tử nhà ta đã chờ ở đây rất lâu, không biết rốt cuộc thì khi nào thiên kim của quý phủ mới ra tới đây. Này, Vân Lạc hơi chần chờ, vừa rồi ta đã bảo nha hoàn đi thông báo, phỏng chừng không bao lâu nữa nó sẽ đến. Dĩ nhiên Vân Lạc không nói cho lão già này biết ông còn bảo nha hoàn một câu, nếu Vân Lạc Phong có việc bận thì đừng quấy rầy nàng, chờ sau khi nàng xong việc rồi bảo nàng tới gặp mặt thái tử. Cho nên khi Khinh Yên nhìn thấy Vân Lạc Phong đang ngủ trưa liền tuân theo phân phó, vẫn luôn ở bên cạnh chờ nàng thức dậy. Hừ, ngài nói lát nữa giúp cuộc là bao lâu đây? Đại tiểu thư Vân gia thật đúng là quá phách lối, lại dám để thái tử điện hạ chúng ta ở đây chờ nàng một canh giờ. Lão già hừ một tiếng, tức giận nói, Vân Lạc nhíu nhíu mày, con ngươi nhàn nhạt, nhạt đảo qua người lão già, cháu gái ta có chuyện quan trọng phải làm, vì vậy mới để các ngươi chờ một lát, nếu các ngươi không muốn chờ có thể rời khỏi, thứ cho không tiễn xa được. Ngài, lão già bị một câu này của Vân Lạc làm cho mặt già tức giận đỏ bừng, giọng điệu càng thêm phẫn nộ, mọi người đều biết vân lạc phong suốt ngày chỉ biết theo đuổi thái tử điện hạ nàng ngoại trừ chạy theo nam nhân ra còn có thể có chuyện quan trọng khác sao hiện tại thái tử điện hạ chúng ta tới nàng còn dám trần trừ không ra không phải là lạt mềm buộc chặt đấy chứ nàng cho rằng cố ý trốn tránh thái tử điện hạ thái tử liền liếc nhìn nàng một cái sao cũng không nhìn xem khoảng thời gian trước nàng đã làm ra chuyện gì cướp đoạt nam tử trên đường quả thực là không hề có chút phẩm hạnh nào không biết xấu hổ đến cực điểm dầm Vân Lạc trưởng một quyền lên bàn, hắn lạnh lùng nhìn về phía lão già, tức giận trong hai trong mắt bắt đầu tuôn trào. Cảnh Lâm, Vân Lạc cháu gái ta còn không tới phiên người khác tới nói ra nói vào. Huống chi các ngươi có chứng cứ gì chứng? Minh cháu gái ta làm ra chuyện cướp đoạt nam nhân như vậy, chỉ bằng lời nói một phía của nam nhân kia sao? Nếu từ nay về sau ta còn nghe thấy ngươi nói nó một câu, ta lập tức để trăm vạn binh lính trong tay ta săn bằng phủ đệ của ngươi. Dù sao loại chuyện này ta đã làm một lần, không ngại có lần thứ hai. Chương 10, Thái tử bái phòng, 3. Editor, Kim Phượng sắc mặt cảnh lâm thay đổi liên tục, hiển nhiên là hắn đang nhớ đến sự kiện đã làm chấn động toàn bộ Long Nguyên quốc, cách đây mười mấy năm. Năm đó, cha mẹ Vân Lạc Phong thống lĩnh tướng sĩ xuất chinh chiến đấu với địch quốc. Kết quả chỉ, vì đương kim mộ thừa tướng vô tình tiết lộ quân tình cho quân địch khiến cho cha mẹ Vân Lạc Phong chết thảm. Vì thế, Vân Lạc vô cùng đau khổ, ông Triệu Tập binh mã san bằng phủ thừa tướng, việc này gây chấn động toàn bộ Long Nguyên quốc cuối cùng phải do đích thân hoàng đế Long Nguyên quốc ra mặt hòa giải việc này. Tuy nói hoàng đế bắt mộ thừa tướng phải xin lỗi, mỗi năm phải đi tế bái mộ phần cha mẹ của Vân Lạc Phong, còn phải bồi thường tổn thất cho Vân phủ, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, hoàng đế vẫn thiên vị mộ thừa tướng. Còn về nguyên nhân chính là vì con gái của mộ thừa tướng là sủng phi của hoàng đế. Thế nên đáng lý mộ thừa tướng bị phán tử hình, vậy mà ông ta lại vẫn còn sống tốt. Hơn nữa mỗi năm còn thăng chức, cuối cùng bò lên vị trí thừa tướng. Còn việc mỗi năm tế bái mộ phần, hắn không đến đó đạp lên mộ phần đã là không tồi rồi, còn trông mong hắn đi tế bái sao? Lão gia hỏa, xem ra gần đây lửa giận của ngài tương đối tràn đầy, cần phải uống nhiều canh giải nhiệt để giảm bớt lửa giận trong người. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ từ ngoài đại sảnh truyền đến. Thiếu nữ mặc một thân bạch y, gương mặt tươi cười pha chút nét lười biếng, chân mày hơi nhướng về phía trước, ánh mắt tà mị cười như không cười nhìn Vân Lạc đang lửa giận ngút trời. Tuy nhiên từ đầu đến cuối nàng lại không hề liếc mắt nhìn thiếu niên đang ngồi trong đại sảnh một cái nào, giống như không hề phát hiện đến sự tồn tại của hắn. Lúc đầu thiếu niên chỉ lặng lặng uống trà, đến khi nghe thấy giọng nói của Vân Lạc Phong thì mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt đảo qua đảo lại trên người nàng rồi lại thầm tiếc nuối. Không thể không nói, Vân Lạc Phong này lớn lên đúng thật rất xinh đẹp, đáng tiếc lại là một nữ tử hoa si ngu ngốc, lại không hề có thiên phú tu luyện, một bao cỏ như thể làm sao có tư cách đứng cạnh hắn đây. Nữ nhân của hắn phải là nhân trung long phụng, còn nàng chỉ là một phế vật người người đều khinh thường. Cưới nàng thì thanh danh của hắn sẽ bị hủy đi trong một sớm một chiều. Khụ khụ, Vân Lạc ho khan vài tiếng, trên mặt còn mang theo chút xấu hổ. Phong Nhi, cháu đến rồi sao? Nhà đầu thúi này, ông vì nàng mới tức giận, kết quả nàng vậy mà còn bảo ông uống canh để giảm bớt lửa giận. Đây không phải là muốn ông càng giận thêm hay sao? Thực tế Vân Lạc Phong đã ở bên ngoài được một lúc, những lời mà Vân Lạc và Cảnh Lâm nói nàng đều đã nghe hết. Do lúc đầu lão gia hỏa không phân trắng đen đã hỏi tội làm cho nàng, đối với người gia gia ngang hôm nay chẳng có hào cảm gì. Nhưng nàng không nghĩ tới, trước mặt người khác lão gia hỏa lại bảo vệ nàng như vậy. Chuyện này khiến cho nàng cảm giác có một gia gia hình như cũng không tồi. Vân Lạc phong cong cong khóe môi, mới tỉnh ngủ, tất nhiên liền tới đây. Tỉnh ngủ, mặt già của Vân Lạc càng thêm xấu hổ, vừa rồi nha đầu này trốn trong phòng lâu như vậy thì ra là đang ngủ. Ha ha, Cảnh Lâm chào phúng nói. Ta đã nói rồi, Vân Lạc Phong thì có việc gì quan trọng phải làm kia chứ, thì ra việc quan trọng mà ngài nói là ngủ sao? Lại còn hại Thái tử điện hạ chúng ta đợi nàng lâu như vậy. Vân Lạc Phong nhìn hắn một cái, "Ngủ, chính là chuyện lớn của đời người. Nếu ta còn chưa ngủ dậy, ai đến cũng đều không gặp." "Phong nhi!" Vân Lạc làm bộ quát lớn một tiếng, rồi đưa tầm mắt về phía thiếu niên, "Thái tử điện hạ, không có việc gì quan trọng không đăng tam bảo điện, hôm nay các người đến phủ tướng quân của ta chắc không phải chỉ đơn giản là uống trà chứ?" Thiếu niên buông chén trà trong tay, ánh mắt không có bất cứ cảm xúc gì, lạnh nhạt nói, "Tướng quân Vân Lạc, lúc này bổn thái tử đến đây chính là muốn từ hôn. Ngài chắc hẳn đã biết, thân thể cháu gái ngài không tốt, nếu không có y sư điều trị, cả đời này của nàng đều phải làm phế vật. Cho nên, lấy việc này làm điều kiện, ta sẽ bảo Cảnh Lâm dốc hết sức điều trị cho Lệnh Thiên Kim có thể tu luyện. Ta không thể đảm bảo nàng có thể trở thành thiên tài, nhưng ít ra có thể tu luyện như người bình thường, không còn là phế vật." Chương 11, Thái tử bái phòng 4. Editor, Kim Phượng lúc hai chữ từ hôn rơi xuống rõ ràng nhìn thấy sắc mặt Vân Lạc, có phần không tốt lắm. Nhưng lời nói sau đó của thiếu niên lại làm Vân Lạc rất lung lay, dù sao thể chất không thể tu luyện của Vân Lạc Phong, vẫn luôn là nỗi đau trong lòng ông, nếu có thể khiến cho nàng tu luyện giống như người bình thường, dù cho thiên phú tầm thường, ông cũng không tiếc nuối. Tướng quân Vân Lạc, cảnh lâm hừ lạnh một tiếng, từ trước đến nay y sư hoàng tộc ngự dụng chỉ chẩn trị cho người trong hoàng tộc, nếu không phải lần này thái tử điện hạ đến tìm ta, ta cũng sẽ không ra tay. Hy vọng các người có thể quý trọng cơ hội này, bỏ qua lần này, sợ rằng cả đời Vân Lạc Phong đều không thể tu luyện. Thứ vô dùng. Vân Lạc gắt gao nhíu mày, tựa như đang suy tư gì đó, ngay lúc ông còn chưa đưa ra quyết định, giọng nói thanh thúy của thiếu nữ chợt truyền đến, phá vỡ suy nghĩ của ông. Ra ra, cháu không cần người khác trần bệnh cho cơ thể của cháu. Trước khi Vân Lạc đưa ra quyết định, nàng đã nói ra quyết định của chính mình. Vân Lạc Phong, cuối cùng thiếu niên cũng ngồi không nổi nữa đột nhiên đứng lên nở một nụ cười lạnh trên gương mặt anh tuấn không còn bình tĩnh tự nhiên như trước người thích dây dưa bổn thái tử như vậy sao vì bổn thái tử cam chịu là một phế vật sắc mặt cao lăng rất là khó coi gắt gao nắm chặt tay nếu không phải có lão giả vân lạc ở chỗ này dĩ nhiên nắm tay của hắn sẽ dừng ở trên thân thể vân lạc phong vân lạc phong đánh giá cao lăng từ trên xuống dưới khóe môi gợi lên một độ cong tà khí thái tử điện hạ có phải ngài quá xem trọng chính mình hay không Nam nhân như ngài muốn dáng người không dáng người, muốn diện mạo không diện mạo, đưa đến trên giường ta, ta cũng sẽ không xem trọng liếc nhìn một cái. Ngươi, dung nhan cao lăng càng tái mét hơn, trên người không ngừng tỏa ra khí lạnh, ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong, lạnh giọng nói, ngươi quả thực quá hạ lưu không biết xấu hổ. Vân Tướng quân, đây là cháu gái ngoan do ngài dạy dỗ đấy. Dù sao hắn cũng là đệ nhất mỹ nam Long Nguyên quốc, kết quả nữ nhân này lại nói hắn không dáng người không diện mạo. Phải biết rằng ở Long Nguyên quốc nữ nhân muốn gả cho hắn hoàn toàn có thể từ nơi này, xếp hàng dài đến tận linh thú chi sâm. Không sai, ta quả thật không có dạy dỗ tốt cháu gái ta, vì Long Nguyên Quốc, ta bỏ rơi cháu gái 4 tuổi, đến biên cảnh, một đi chính là 10 năm, ngài muốn ta phải quản lý nó như thế nào. Vốn dĩ Vân Lạc bị lời nói kinh hãi thế tục của Vân Lạc phong dọa sợ, mới vừa phục hồi tinh thần lại liền nghe thấy cao lăng chỉ trích, tức khắc một gương mặt già đều trầm xuống. Ông vì Long Nguyên Quốc, rời nhà 10 năm, kết quả, Thái tử điện hạ Long Nguyên quốc còn chỉ trích ông không dạy dỗ cháu gái cho tốt. Điều này làm sao không khiến cho ông thất vọng lẫn đau lòng đây? Sắc mặt Cao Lăng khẽ biến, hắn cũng nhận thấy chính mình nói sai, vì vậy lại lần nữa đưa mũi nhọn chuyển về phía Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong, bổn thái tử cũng không để ý ngươi là phế vật, vẫn như cũ nguyện ý thực hiện hứa hẹn nghênh thú ngươi, nhưng ngươi lại làm ra chuyện đổi phong bại tục như thế, vì vậy, mặc dù bổn thái tử tử hôn, cũng là ngươi tự tìm, nhưng bổn thái tử niệm tình tướng quân vì Long Nguyên quốc lao tâm lao lực mới muốn trợ giúp ngươi tu luyện nhưng ngươi lại lựa chọn tiếp tục dây dưa bổn thái tử làm người hẳn phải tự mình biết mình thứ không phải của ngươi thì vĩnh viễn cũng không phải của ngươi cao lăng cười lạnh một tiếng câu nào cũng có gai vô cùng sắc bén trên thực tế thái tử cao lăng nổi tiếng hiền lành chỉ riêng mỗi lần đối mặt với vân lạc phong đều sẽ phát điên vài lần ai bảo phế vật này là vị hôn thê của hắn hơn nữa hắn lại chán ghét nàng như vậy những năm gần đây chỉ cần hắn thấy nàng liền sẽ dễ dàng tức giận, căn bản không thể kiềm chế. Thế nhưng Vân Lạc Phong này tựa như thuốc cao bôi trên da chó muốn vứt cũng vứt không ra. Chương 12, Thái tử bái phòng năm. Editor, Kim Phượng thái tử nghe không hiểu tiếng người. Vân Lạc Phong nhướng mày, ánh mắt liếc về phía Cảnh Lâm đang đứng bên cạnh, trên môi vẫn nở nụ cười tà khí như cũ, ta từ chối cho hắn chữa trị không phải vì muốn dây dưa với ngài, mà là chỉ dựa vào y thuật của hắn căn bản không có năng lực chữa khỏi thể chất của ta theo lời tiểu mạch nàng không thể tu luyện không phải vì có bệnh mà chẳng qua là do thể chất quá mức đặc biệt cho nên dù y thuật của cảnh lâm có cao hơn cũng không thể làm cho nàng giống như người bình thường ánh mắt cảnh lâm đột nhiên trở nên sắc bén hắn lạnh lùng nói vân lạc phong trị liệu cho loại phế vật như ngươi ta còn ngại lãng phí dược liệu nếu không phải do thái tử thiện tâm ngươi nghĩ ta sẽ để ý đến ngươi hay sao nếu ngươi không cần ta trị liệu thì sau này cứ ở đó mà làm một phế vật đi đúng là ngu xuẩn một cơ hội tốt như vậy lại không biết nắm bắt dầm vân lạc lại đánh một quyền lên mặt bàn lần này ông dùng sức rất mạnh khiến cái bàn gãy làm đôi nước trà vung đầy trên đất cảnh lâm ngươi xem chỗ ta là nơi nào cho dù cháu gái ta là phế vật thì cũng còn trăm vạn hùng binh của vân lạc ta chống lưng cho nó để xem ai dám khinh nó dù chỉ một chút được được lắm cảnh lâm giận quá hóa cười hung tợn nói vân lạc Ngươi đã xem thường y sư ngự dụng chúng ta như thế thì sau này cũng đừng hối hận. Nếu có ngày ngươi trọng thương không thể trị khỏi cũng đừng đến hoàng cung cầu xin chúng ta. Ha ha! Vân Lạc cười mỉa mai, gương mặt giả nua giận dữ không thèm che giấu. Mười năm trước, con trai thứ của ta là Vân Thanh Nhã bị trọng thương, vốn dĩ mấy tên y sư ngự dụng các ngươi có thể cứu được nó. Kết quả, ta đến hoàng cung mời các ngươi nhưng có kẻ nào chịu ra tay chữa trị. Các ngươi hại chết con trai trưởng của ta, lại còn hại chết con trai thứ hai của ta, hơn nữa, nếu các ngươi thật lòng muốn giúp cháu gái ta, tại sao năm đó lúc phát hiện thân thể nó có vấn đề, không thể tu luyện lại không ra tay, cố tình hiện giờ lại đứng đây giả nhân giả nghĩa. Cho nên ngươi cho rằng, từ nay về sau nếu ta bị trọng thương hay bị bệnh gì đó sẽ buông xuống thể diện, mà cầu xin các ngươi sao. Nghe mấy lời phẫn nộ vừa rồi của lão gia hỏa, ánh mắt vân lạc phong trượt lóe lên tia sáng nghiêm nghị. Xem ra đợi mấy kẻ này đi rồi, nàng phải từ từ hỏi rõ lão gia hỏa, về cái chết của phụ thân và nhị thúc mới được được cảnh lâm tức đến nghiến răng nghiến lợi thái tử điện hạ ta thấy ngài không cần vì loại phế vật như vân lạc phong này mà nhọc lòng người của vân gia một người ta cũng không cứu hừ nói xong hắn liền phất vạt áo xoay người đi về phía cửa lớn đại sảnh lúc vừa đến ngưỡng cửa hắn đưa lưng về phía vân lạc hung hăng ném lại một câu vân lạc sau này nếu cháu gái ngươi muốn chữa trị thân thể ta cũng sẽ không giúp vân gia các ngươi cút đi cháu gái của ta không cần ngươi phải nhọc lòng chỉ cần lão tử còn sống thì sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương nó vẻ mặt vân lạc đầy phẫn nộ lời thô tục cũng nói ra rồi dĩ nhiên đã bị cảnh lâm chọc giận không nhẹ cao lăng nhìn vào mắt vân lạc không hề nhiều lời bước nhanh ra cửa nhưng trước lúc hắn bước ra khỏi cửa không tự chủ được liếc mắt nhìn vân lạc phong ánh mắt kia vẫn chứa đầy chán ghét như cũ lão ra hỏa gọi ra ra vân lạc phong sờ sờ mũi ra ra chuyện của cha mẹ con và nhị thúc năm đó là như thế nào người nói cho con biết đi, hay. Nghe câu này, Vân Lạc lập tức uể oải, sau đó có lẽ ông đang nhớ đến chuyện cũ, trong mắt chứa đựng bi thương, chuyện này nói ra rất dài, năm đó phụ thân của cháu là thiếu tướng quân của Long Nguyên quốc, được bệ hạ phái đi chiến đấu với địch quốc. Kết quả, đường kim mộ thứ tướng tiết lộ quân tình, hại cha mẹ cháu bị cao thủ địch quốc đánh chết, hai người đều bỏ mình. Cũng vì chuyện này ta và tên cầu tặc mộ hành cừu kia vung tay đánh nhau, hơn nữa ta còn phải binh san bằng phủ đệ của hắn. Chương 13, đệ nhất thiên tài Vân gia, Vân Thanh Nhã một. Editor: Sam Sam D D L, Quy, D vậy còn chuyện của nhị thúc là thế nào? Vân Lạc phong im lặng hồi lâu rồi rồi hỏi, cái chết của nhị thúc có liên quan gì đến Cảnh Lâm? Vân Lạc cười khổ một tiếng, Cảnh Lâm không phải là người hại chết nhị thúc của cháu, chẳng qua là ông ta thấy chết không cứu mà thôi. Nhị thúc của cháu từng là đệ nhất thiên tài của Vân gia, thiếu niên đắc chí rất hăng hái, tuổi còn nhỏ mà đã là linh giả trung cấp đỉnh phong vang động cả Long Nguyên Quốc. Nhưng có một lần, nó tỉ thí với người khác, đánh bại đối phương, kết quả kẻ kia quá mức kiêu ngạo, sao cam tâm thất bại. Vì vậy hắn liền phái cao thủ trong nhà truy sát nhị thúc cháu, rửa sạch nỗi nhục thất bại của mình. Vừa kể lại chuyện này, Vân Lạc vừa nắm chặt lại thành quả đấm, cơ thể già nua không ngừng run rẩy, trong mắt chứa vô số thù hận. Cho dù nhị thúc của cháu có thiên phú dị bẩm, thế nhưng tuổi vẫn còn trẻ, chưa trưởng thành thì làm sao đánh thắng được bấy nhiêu cao thủ như vậy nhưng nó vẫn liều chết chạy trốn. Sau khi về đến nhà thì khắp người nó toàn là máu, ta đến hoàng cung cầu xin y sư kia ngự dụng cứu nó, nhưng những người đó lại bị tên Súc Sinh Cảnh Lâm kia ngăn cản, không cho bọn họ chữa trị cho nhị thúc của cháu, ta cũng đã quỳ xuống cầu xin bọn chúng nhưng cũng vô dụng. Ngự dụng, ý chỉ những thứ cho vua dùng. Lúc đầu Vân Lạc không muốn để Vân Thanh Nhã giả chết, cho nên ông đến hoàng cung cầu cứu. Sau này giả chết là do tự Vân Thanh Nhã đưa ra. Nếu người của thế lực kia biết hắn còn sống, chẳng những sẽ tiếp tục phái cao thủ đến mà thậm chí cũng sẽ không bỏ qua cho vân gia năng lực của vân gia mạnh hơn người thường nhưng so sánh với thế lực kia thì căn bản chẳng đáng để nhắc tới cảnh lâm có thù oán với vân gia ta sao đây là chuyện mà vân lạc phong muốn hỏi thăm nhất vân lạc gật đầu hắn có quan hệ với phủ mộ thừa tướng cháu gái tên mộ hành cừu kia là đệ tử của hắn cháu gái mộ vô song của tên cầu tặc mộ hành cừu là đệ tử của ông ta nghe như vậy vân lạc phong cũng đã hiểu ra một ít lúc đầu chủ nhân của thiên thể này chỉ biết theo đuổi thái tử mà không quan tâm đến những chuyện khác nên bây giờ nàng mới biết được quan hệ của cảnh lâm và mộ gia hoàng đế đâu vân lạc phong nhíu mày cha mẹ cháu hy sinh vì nước người cũng nỗ lực cả đời cho long nguyên quốc lúc nhị thúc bị thương nặng mà hắn lại không nói gì sao mắt của vân lạc trầm xuống lại nhìn gương mặt của ông vân lạc phong đã đại khái đoán ra được điều gì không khỏi cười lạnh một tiếng hoàng đế như vậy vì sao người lại chiến đấu vì hắn Phong Nhi, con sai rồi, ta xuất binh vì nước, cũng không phải vì hoàng đế bệ hạ, ta vì lê dân bá tánh của Long Nguyên quốc. Lê dân bá tánh? Vân Lạc Phong cười, vì lê dân bá tánh mà người có thể vứt bỏ việc báo thù cho cha mẹ của cháu, cũng từ bỏ chuyện của nhị thúc lúc đó. Gia gia, cháu không giống người, cháu không quan tâm sống còn của muôn dân trong thiên hạ, cũng không để ý đến lê dân bá tánh, nếu kẻ nào dám động đến người thân của cháu, cũng chính là đi ngược với ý trời, cháu sẽ báo thù cho họ gương mặt thiếu nữ cuồng ngạo, lời nói sắc ngang ngược làm Vân Lạc bị dọa sợ đến mức trợn to hai mắt, giống như đây là lần đầu tiên ông biết đứa cháu gái nhiều năm không gặp của mình. Ra Ra, người vì sống chết của bá tánh trong thiên hạ, nhưng bá tánh thương xót người không? Sau khi cha mẹ cháu chết, có kẻ nào ra mặt săn bằng bộ phủ cùng người không? Ngoại trừ quân đội của người thì có ai giúp đỡ người chứ? Nhị thúc trọng thương như vậy, nhưng có bá tánh nào đứng ra cầu tình cho người chứ? Không có. Vậy tại sao người còn nỗ lực hết đời mình vì bọn họ? Vân Lạc im lặng, ông biết Vân Lạc Phong nói không sai, ông nỗ lực vì Long Nguyên quốc nhiều như vậy, nhưng thời điểm mình cần thì không có người nào giúp. Người thân là công thần, nhi tử cùng thê tử lại hy sinh vì nước, mà lúc nhi tử thứ hai của người cần giúp đỡ, hắn kia chỉ cần hạ một tờ thánh chỉ là có thể giải quyết mọi chuyện, nhưng hắn ta không làm. Hoàng đế như vậy, không đáng giá để người trung thành. Chương 14, đệ nhất thiên tài Vân gia, Vân Thanh nhã 2. Editor Sam Sam D D L Q D không sai. Vân Lạc cười khổ một tiếng, ta tận tâm tận lực vì nước, nhưng năm đó hắn lại thấy chết không cứu. Hơn nữa ta rời khỏi Long Nguyên Quốc 10 năm, hắn cũng không chăm sóc tốt cho cháu. Vì quốc gia này mà ta mất đi cha mẹ của cháu, ta không thể lại mất đi cháu. Đáng tiếc, tuổi ta đã cao, không bảo vệ cháu được mấy năm nữa. Nếu như nhị thúc của cháu có thể bình phục, có lẽ cháu còn có thể sống sót dưới sự bảo vệ của nó. Vân Lạc không dám tưởng tượng nếu có một ngày bản thân giống như đèn dầu đã cạn, làm sao nha đầu này có thể sống ở đại lục này được nữa vừa rồi người nói gì trong chớp mắt vân lạc phong nghĩ tai mình có vấn đề rồi nàng không dám tin nên hỏi lại một lần nữa người vừa nói nhị thúc không phải nhị thúc đã phong nhi năm đó cháu còn quá nhỏ có nhiều chuyện không thể cho cháu biết được nếu không nhị thúc của cháu sẽ khó mà giữ được tính mạng một lần nữa vân lạc thở dài một tiếng nói tiếp thật ra thì nhị thúc của cháu chưa chết nó vẫn còn sống đáng tiếc sau khi loan tin nhị thúc của cháu đã chết thì người của thế lực kia vẫn luôn quan sát vân gia ta cho đến mấy năm trước mới rút người đi nhưng ngay cả như thế ta cũng không dám để nhị thúc cháu lộ diện nếu không thì bọn chúng mà biết được nhất định sẽ lại phái sát thủ tới giết nó hơn nữa chỉ sợ bọn chúng cũng sẽ không bỏ qua toàn bộ người của vân gia chuyện năm đó không chỉ vân thanh nhã đau lòng mà cũng tạo thành vết thương trong lòng ông nếu không phải vân thanh nhã xảy ra chuyện thì vân gia cũng đâu lưu lạc đến mức này chứ đừng thấy hiện tại ông tay nắm trọng quyền nhưng quyền thế này vẫn nằm trong tay hoàng tộc nếu bắt ông trả lại binh quyền thì ông cũng không thể không làm theo ra ra người nói thật sao nhị thúc còn sống trong mắt vân lạc phong lóe lên một tia sáng đối với người nhị thúc này nàng vẫn luôn cảm thấy hiếu kỳ trong lòng hôm nay biết được tin hắn vẫn còn sống làm sao có thể không kích động được quả thật nhị thúc của cháu chưa chết chỉ có điều hai chân đã tàn phế thật ra thì nếu lúc trước những ngự dụng y sư có thể ra tay thì nó sẽ không trở nên như bây giờ bây giờ không thể đi lại, đan điển lại bị phế, cũng không còn cách nào bình phục. Ra Ra, cháu muốn gặp nhị thúc. Vân Lạc Phong nâng gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ lên, kiên định nói: có y học thần điển trong tay, bất kể kỳ vấn đề khó khăn nào, nàng đều tự tin có thể trị được. nhưng mà trước đó nàng phải gặp Vân Thanh Nhã mới có thể bốc thuốc đúng bệnh được. trong mật thất âm u, không khí ẩm ướt sộc đến khiến Vân Lạc Phong hơi nhíu mày. Vân Lạc ở bên cạnh không nhìn thấy nét mặt của nàng, cứ thế nói một mình: mấy năm gần đây vì tránh tay mắt người của thế lực kia nên nhị thúc của cháu luôn sống ở đây mỗi ngày ta đều để cho tâm phúc của mình đến đưa cơm cho nó dứt lời hai người cũng đã tới trước cửa mật thất bằng đá vân lạc ấn vào chốt mở trên vách tường một tiếng lạch cạch vang lên cửa thạch thất mở ra không khí trong phòng không ẩm ướt như bên ngoài ngược lại rất sạch sẽ thanh lịch còn có mùi đàn hương bay vào mũi trên xe lăn một nam tử đang cầm quyển thư tịch trên tay khóe miệng hơi cong lên vẽ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt sau khi nghe được tiếng cửa đá bị mở ra, hắn chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn thấy một già một trẻ đứng trước cửa đá, thì dần dần trở nên ấm áp. Hay cho một nam tử thanh nhã như ca, xinh đẹp tuyệt thế như hoa. Thanh lịch tao nhã sau khi Vân Lạc Phong nhìn thấy dung mạo kinh thế của Vân Lạc Phong, thì không khỏi thở dài một tiếng, ra ra. Người đời đều nói thái tử Cao Lăng là đệ nhất Mỹ Nam của Long Nguyên Quốc, con thấy danh tiếng đệ nhất Mỹ Nam này thích hợp hơn đối với nhị thúc so với nhị thúc, tên cao lăng kia chẳng đáng nhắc đến. Chương 15, đệ nhất thiên tài Vân gia, Vân Thành Nhã ba. Editor, Sam Sam DDLQD, nha đầu này, nhiều năm không gặp mà miệng lưỡi lại trở nên ngọt như vậy. Hiện giờ ta chỉ là một phế nhân mà thôi, sao có thể so sánh được với ai chứ? Vân Thành Nhã cười cười, bất đắc dĩ nói, nhị thúc, thúc không được coi nhẹ bản thân. Dù hiện giờ thúc như vậy thì cũng không phải là người mà cao lăng có thể so sánh, huống chi cũng không phải cả đời đều ngồi trên xe lăng, kể từ sau khi bước vào căn phòng bằng đá này nàng đã quan sát tình huống của vân thanh nhã cũng không có gì đáng ngại lắm cho dù không có y học thần điển thì dựa vào y thuật kiếp trước của mình trị liệu cho hai chân của hắn cũng không phải vấn đề gì chỉ có việc khôi phục đan điền hơi khó khăn vân thanh nhã cười khổ nha đầu kinh mạch trên chân của ta đã bị tắt nghẽn khả năng đứng lên còn không có hơn nữa sức mạnh của ta cũng đã bị phế rồi hiện giờ chỉ là một phế vật tham sống sợ chết mà thôi đệ nhất thiên tài long nguyên quốc hiên ngang đâu rồi người mà bất luận đi đến đâu cũng đều khiến vạn người chú ý đâu rồi. Bây giờ cũng chỉ có 10 năm, mà có thể khiến một người khinh thường chính bản thân mình như vậy. Vân Lạc Phong cảm thấy có chút chua sót cho người đã từng là, thiếu niên đệ nhất thiên tài trước mặt. Cháu không cho rằng trên đời này có ai là phế vật. Vân Lạc Phong cong môi cười nhạt, cho dù thúc không còn thực lực, nhưng ở những phương diện khác vẫn có thể biểu hiện được năng lực của mình. Điều kiện đầu tiên là người nhất định phải đứng lên từ trên xe lăng này. Ra ra, Thúc Thúc, thật ra mấy năm gần đây cháu đã âm thầm bái một vị sư phụ, đang theo người ta học tập y thuật, chắc chắn một thời gian nữa cháu có thể giúp nhị thúc đứng lên. Chuyện y học thần điển quá mức quan trọng, cho dù là người thân nàng cũng không thể tùy tiện nói ra, cho nên chỉ có thể bịa ra một lý do. Dù sao những năm gần đây Vân Thanh Nhã luôn ở trong phòng đá, Vân Lạc cũng không ở Long Nguyên Quốc, chẳng có người nào biết tình hình thật sự của nàng. Phong Nhi, cháu nói cháu đang học y thuật. Trong Long Vân Lạc vui vẻ rồi sau đó cười ha ha tốt thật sự là quá tốt nếu cháu có thể trở thành y sư cho dù sau này ta không còn nữa cũng không lo con bị người khác bắt nạt ở long khiếu đại lục không phải chỉ linh giả mới được kính trọng cho dù ngươi không có thiên phú tu luyện nhưng chỉ cần ngươi có trí tuệ sâu rộng thì vẫn có thể hô mưa gọi gió huống chi là y sư luôn được người khác tôn kính tuy nhiên nếu ngươi văn không được võ cũng không xong vậy thì đúng là một phế vật chân chính giống như vân lạc phong lúc trước nhà đầu, ra ra cháu nói không sai. Nếu như cháu có được y thuật thì ít nhất có thể kết giao được rất nhiều cường giả, không cần lo cuộc sống trên đại lục này. Vân Thanh Nhã cười nói, biết được Vân Lạc Phong đang âm thầm học tập y thuật, điều đầu tiên bọn họ nghĩ tới không phải là thân thể Vân Thanh Nhã, mà là sau này Vân Lạc Phong không phải chịu ức hiếp. Đáy lòng Vân Lạc Phong có dòng nước ấm chảy qua, nàng nhìn Vân Thanh Nhã hỏi, nhị thúc, tuy rằng cháu không thể nào đảm bảo có thể giúp người khôi phục thực lực, nhưng tự mình đứng lên thì không thành vấn đề, Cơ thể này của ta, ta hiểu rõ. Nếu như 10 năm trước chữa trị kịp thời còn có thể đứng lên được, nhưng đã nhiều năm như vậy, đã không còn biện pháp gì nữa rồi." Vân Thành nhã lắc lắc đầu, có lẽ sợ làm Vân Lạc Phong thất vọng, hắn lại nói: "Thêm một câu, nhưng nếu trong quá trình học y cần luyện tập thực tế, thì nhị thúc sẽ để cháu thử một chút, dù sao thân thể này của ta cũng không còn gì nữa." Nhị thúc, thúc yên tâm, nhất định cháu sẽ cố hết sức giúp thúc đứng lên. Trên gương mặt của Vân Lạc Phong hiện lên nụ cười. Hiện tại điều mọi người cần làm là đưa nhị thúc rời khỏi phòng đá này, hoàn cảnh ở đây không thích hợp để người bình phục. Chương 16, đệ nhất thiên tài Vân gia, Vân Thanh Nhã 4. Editor, Sam Sam DDL Quy Vân Lạc thở dài, trên gương mặt già nua lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nha đầu, tình huống của nhị thúc cháu rất đặc biệt. Nếu tin tức nó còn sống bị truyền ra ngoài, thì nhất định sẽ tới tay thế lực cường giả kia, lúc đó, với lực lượng của Vân gia chúng ta thì không thể nào chống lại chúng. Nghe được chuyện khiến Vân Lạc băn khoăn, Vân Lạc Phong chỉ cười tà mị, chuyện này cũng đơn giản thôi. Ra ra, dọn dẹp ngọn núi hoang sau vân ra chúng ta, thừa dịp người khác không chú ý thì đưa nhị thúc tới đó. Với người ngoài thì nói cháu đang tĩnh tâm dưỡng bệnh ở sau núi, vì vậy không cho phép bất cứ kẻ nào đến quấy giày cháu. Mọi người đều biết thân thể Vân Lạc Phong mang bệnh nên không thể tu luyện. Cho nên, nếu như nói nàng ra sau núi tĩnh tâm dưỡng bệnh, thì ngược lại sẽ có sức thuyết phục rất lớn. Tiểu Phong Nhi, khổ cho cháu rồi. Vân Thanh Nhã vươn tay sờ sờ đầu Vân Lạc Phong, ánh mắt lạnh nhạt chứa đựng đau lòng, vốn là cháu có thể ở lại Vân gia sống cuộc sống xa hoa, lại phải theo thúc gia sau núi sống như vậy. Nếu bây giờ ta không thể nào hồi phục thì cũng không sao, qua nhiều năm như vậy ta cũng đã sớm chấp nhận rồi. Chấp nhận, Vân Lạc Phong nhìn nam tử thanh lãnh như tiên nhân trước mắt, cảm thấy hai chữ chấp nhận này không nên thốt ra từ miệng hắn. Nam tử ưu tú như vậy nên có loại hăng hái giống như của 10 năm trước nhị thúc, nhất định cháu sẽ dốc hết sức chữa trị cho người. Vân Lạc Phong nói xong cũng âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, sau đó chuyển ánh mắt sang Vân Lạc đứng bên cạnh, ra ra, hiện tại Vân gia chúng ta vẫn còn một chuyện phải làm. Nói đi, không biết tại sao bây giờ Vân Lạc có cảm giác không nhìn thấu được cháu gái của mình, loại cảm giác này làm cho ông rất không thoải mái, cảm thấy 10 năm nay bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Trong mắt Vân Lạc Phong hiện lên tia sáng nghiêm nghị, ra ra, không biết người có từng nghe qua một câu nói, công cao lấn chủ chưa? trong tay người nắm giữ trăm vạn binh mã, tên cẩu hoàng đế kia có ngủ yên được sao? Nếu người muốn sau này vân gia có thể bình an, thì nhất định phải giao binh quyền này ra. Nếu không, chắc chắn vân gia sẽ chịu tay bay vạ gió. Mấy ngày trở lại đây, Vân Lạc Phong cũng đã hiểu tính hình của thế giới này. Trên đại lục này, hoàng quyền không phải là trí cao vô thượng, ở trên hoàng quyền còn có thế lực của các gia tộc lãnh đời vô cùng cường đại. Mấy gia tộc này chỉ cần dậm chân một cái, cũng có thể khiến một quốc gia rung động ba phần bởi thế hiện tại đối với vân lạc phong mà nói nàng không thể có chút không kiêng kỵ tên cầu hoàng đế kia ít nhất trước trước khi nàng đủ mạnh thì không thể trực tiếp đối đầu với hoàng quyền công cao lấn chủ ha ha đúng là bốn chữ này dùng để hình dung chẳng sai vân lạc cười khổ gương mặt bất đắc dĩ lần này ta vừa thắng trận trở về chẳng những được ban thưởng còn nhận được vinh quang trí cao vô thượng nhưng như vậy thì sao dân chúng càng tôn sùng ta thì bệ hạ cũng kiêng kỵ ta càng sâu gần vua như gần hồ, những lời này ở bất cứ triều đại nào cũng luôn chính xác. Ra ra, người nghe lời cháu. Vân Lạc Phong khẽ sờ sờ cằm, nụ cười bên môi lại càng gian xảo, người lập tức trả binh quyền cho tên cầu hoàng đế đi. Cứ là một tướng quân hữu danh vô thực là được rồi. Cho dù không có binh quyền nhưng danh hiệu đệ nhị cao thủ của Long Nguyên Quốc còn đó, cháu không tin còn có kẻ nào dám khi dễ Vân. Gia ta, quan trọng hơn là chỉ khi Vân Lạc giao ra binh quyền, nàng mới có thể yên tâm phát triển thế lực của mình. Toàn thân Vân Lạc chấn động, cháu gái mình nói không sai, nào sợ không có trăm vạn tướng sĩ kia, dù gì mình cũng là đệ nhị cao thủ của Long Nguyên Quốc mà. Chỉ cần ông còn sống, ở nơi này sẽ không có kẻ nào dám ức hiếp người Vân gia. Chương 17, Đệ nhất thiên tài Vân gia, Vân Thanh Nhã, 5, Editor, Sam Sam DDL quy thấy Vân Lạc đã bị mình thuyết phục, nụ cười vui vẻ của Vân Lạc phong lại càng tà mị. Ra ra, hiệu quả của chủ động giao ra binh quyền và bị thu hồi binh quyền khác nhau đó cho nên cháu muốn người nhân cơ hội này đòi tên cẩu hoàng đế kia kim bài miễn tử còn nữa giúp cháu lấy một thánh chỉ nữa nội dung chủ yếu là dù vân lạc phong này gặp bất cứ người nào của hoàng thất cũng không cần phải quỳ xuống thuận tiện hủy bỏ hôn sự của cháu luôn vân lạc bị lời nói của vân lạc phong làm cho kinh hãi ông có chút trần trừ kim bài miễn tử và từ hôn cũng dễ làm thôi nhưng sợ là thánh chỉ cháu nói sẽ không dễ như vậy buồn cười vân lạc phong cười lạnh một tiếng khí phách biểu hiện rõ trên mặt toát ra kiên định vân lạc phong cháu ngay cả trời cũng không quỳ tại sao cẩu hoàng đế kia cùng cháu của hắn muốn cháu quỳ được ép ngay cả trời cũng không quỳ lời nói kiêu ngạo như vậy cần phải có tự tin bậc nào mới có thể nói ra cha con vân lạc ngẩn người ra lại có cảm giác như lần đầu tiên mới biết vân lạc phong hoàn toàn nói không nên lời ha 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 thật lâu sau vân lạc phá lên cười tiếng cười mang theo thống khoái vang vọng trong bên trong phòng đá tốt thật không hổ là cháu gái của vân lạc ta cháu gái ta vốn nên có loại khí phách này. Yên tâm đi, nhất định ta sẽ hoàn thành cho cháu. Không phải hoàng đế ban cho ta một tờ thánh chi chống sao? Lúc đó, gia gia sẽ dùng nó để thực hiện việc này. Cái Vân Lạc Phong muốn là nội dung của thánh chỉ mà thôi, về phần Vân Lạc dùng cách gì để đạt được thì nàng không quản. Gia gia, người có bạc không? Ngẫm nghĩ một chút, nàng nhìn lão giả vẫn còn đang đắc chí cười sang sảng kia rồi hỏi. Việc cấp bách trước mắt là tăng thực lực, chỉ có thực lực cường đại thì mới có thể đứng vững chân trên đại lục này. Cháu cần bạc làm gì? Tâm trạng của Vân Lạc đang tốt, nên ngay cả giọng nói cũng đầy ý cười. Nếu cháu cần mua thứ gì thì ta cho người cùng đi mua với cháu. À, là thế này, Vân Lạc phong sở sở mũi, cháu đang học y thuật nên cần một lượng lớn dược liệu, muốn lấy chút tiền của Vân ra. Ha ha, vừa nghe lời này, tâm tình của Vân Lạc càng tốt hơn, gương mặt vui vẻ. Đây là chìa khóa của nhà kho, cháu cần tiền cứ đến đó mà lấy cần bao nhiêu lấy bấy nhiêu, cho dù dọn sạch cũng không sao. Nói xong liền ném một chuỗi chìa khóa cho Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong nhận lấy chìa khóa, nhíu mày, nói đùa, hào phóng như vậy sao? Còn tiền bạc tùy ý cháu lấy. Khi nào thì người trở nên hào phóng như vậy hả? Cháu còn tưởng người sẽ tùy ý đuổi cháu đi chứ? Rõ ràng lời nói của thiếu nữ như hùa theo, bất kỳ người nào nghe qua cũng thấy ngay là đang đùa giỡn, nhưng Vân Lạc vẫn không nhịn được mà đạp về phía Vân Lạc Phong, Nhà đầu thúi, mẹ kiếp, lại dám trêu ghẹo lão tử. Có gan thì đừng chạy, lão tử không đánh cho mông ngươi nở thì ta sẽ cùng họ với ngươi." Nghe câu cuối cùng của lão gia hỏa nhà mình, bước chân Vân Lạc Phong lảo đảo một cái, thiếu chút nữa là té ngã xuống đất, nhưng nàng chỉ xoa cái mông bị Vân Lạc đá đau, cũng không quay đầu lại rồi tiếp tục chạy nhanh ra bên ngoài. Nhìn gương mặt tức giận của lão gia tử, khóe miệng Vân Thanh Nhã run rẩy một chút, hắn rất muốn nhắc ông rằng vốn dĩ hai người chung một họ. Nhưng mà, bây giờ lên tiếng nhắc lão gia hỏa này chẳng khác nào tự mình chuốc khổ, bởi vậy Vân Thanh Nhã rất thức thời ngậm miệng lại. Chương 18, đệ nhất thiên tài Vân gia, Vân Thanh Nhã 6. Editor, Kim Phượng Tửu Lầu Phượng Vũ, tửu lầu xa hoa nhất Long Nguyên quốc. Theo lời đồn trên phố thì chủ nhân tửu lầu Phượng Vũ là con cháu hoàng tộc, cho nên từ trước đến giờ chưa từng có ai dám gây rối trong Tử lầu Phượng Vũ, ngay cả nhóm con cháu quý tộc kiêu ngạo ngang ngược khi vào tửu lầu Phượng Vũ cũng trở nên thành thật quy củ. Lúc này, trong một gian phòng xa hoa của tử lầu phượng vũ thái tử cao lăng đang trầm mặt cả người thoát ra hàn khí lạnh lẽo ta nói này thái tử điện hạ nam tử mặc cẩm y ngồi bên cạnh hắn cuối cùng cũng không chống đỡ nổi cao mày nói chẳng phải ngài chỉ đến phủ tướng quân một chuyến tại sao khi trở về lại có biểu cảm xúc động cứ như muốn giết người như vậy chứ rốt cuộc là người trong phủ tướng quân đã làm cái gì mà khiến ngài phẫn nộ như vậy cao lăng hung hăng tự rót cho mình một ly rượu trên mặt đầy vẻ tức giận còn không phải vì phế vật vân lạc phong kia sao ta vì từ hôn để cảnh lâm đến cửa trị bệnh cho thân thể của nàng ta nhưng nàng ta vì muốn dây dưa với ta mà từ chối ta thật sự không biết trong đầu phế vật kia nghĩ cái gì chúng ta căn bản là không có khả năng vì sao nàng phải đau khổ dây dưa với ta chứ từ trước tới nay ở trước mặt người khác thái tử điện hạ luôn ôn hòa lễ độ chỉ khi nhắc tới vân lạc phong mới mất khống chế như vậy sợ rằng bây giờ chỉ cần nhắc đến ba chữ vân lạc phong thì hắn lập tức có xúc động muốn giết người sao có thể nam tử mặc cẩm y kinh ngạc ngước mắt nhìn cao lăng vân lạc phong lại có trí khí như vậy vì có thể gả cho ngài mà không quan tâm đến bản thân sao ta nói này thái tử điện hạ nể tình tấm lòng si mê này của vân lạc phong mà ngài hãy lấy nàng ấy đi cao lăng lạnh lùng liếc nhìn nam tử mặc cẩm y trong mắt chứa hàn khí lạnh băng loại phế vật như vân lạc phong cho dù là làm thiếp của bổn thái tử cũng đã cực kỳ trèo cao bất luận như thế nào hôn sự này chắc chắn phải hủy Cao Lăng dần dần bình tĩnh lại, môi mỏng khẽ mấp máy, trong mắt lại có chút mờ mịt. Vân tướng quân nắm giữ trăm vạn binh quyền, nếu ta vô duyên vô cớ từ hôn rất dễ khơi dậy lửa giận của ông ấy, đối với hoàng tộc của chúng ta cũng cực kỳ bất lợi. Cho nên ngài mới khiến Vân Lạc Phong thân bại danh liệt sao? Nam tử mặc cẩm y dừng lại một chút, ta nghe nói cũng chính do ngài vu oan à nàng nên Vân Lạc Phong mới tự tử. Cao Lăng hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ Vân Lạc Phong từng có thanh danh tốt sao? Cho dù có thêm một tội cưỡng đoạt nam tử giữa đường thì có là gì? Nếu đến lúc đó nàng ta không chịu được sỉ nhục mà tự sát thì cũng là do bản thân nàng ta không giữ phụ đạo, chết không hết tội. Vĩnh viễn sẽ không có ai đứng về phía nàng ta, Vân Tướng Quân lại có mặt mũi nào để báo thù? Đáng tiếc nàng ta lại tự sát không thành, lại còn có thể sống tiếp. Có lẽ nam tử Mặc Cẩm Y là người hắn rất tín nhiệm, cho nên ở trước mặt y hắn không che giấu đáy lòng hung ác của mình, hung hăng nói ra những lời này. Hả? đột nhiên có tiếng kêu kinh ngạc từ bên cạnh truyền đến. Chỉ thấy nam tử Cẩm Y nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt lóe lên ý cười thú vị, "Thái tử, đó chẳng phải là vị hôn thê phế vật của ngài sao?" Cao Lăng hơi ngẩn ra, nhìn theo tầm mắt của nam tử Cẩm Y, trong khoảnh khắc, hình ảnh thiếu nữ một thân bạch y giữa đường phố náo nhiệt rơi vào mắt hắn khiến ánh mắt của hắn càng thêm lạnh lùng. Chương 19, ai ăn chơi chắc táng hơn ai? 1. Editor, Kim Phượng có việc. Trên đường phố nhộn nhịp, Vân Lạc Phong đứng đó khoanh tay trước ngực, lười biếng nhìn mấy kẻ đang cản đường mình, rồi ánh mắt dừng lại trên mặt thiếu niên anh tuấn nhất trong đám người. Trong nháy mắt, những tin tức về thiếu niên này xuất hiện trong đầu nàng. Mộ thân, ca ca cùng cha khác mẹ của mộ vô song. Đệ nhất ăn chơi trác táng của Hoàng Thành. ỷ vào tiểu cô, nhà mình là sủng phi của Hoàng Tộc, từ trước đến nay luôn ngang ngược hoành hành, không coi ai ra gì. Hơn nữa mộ vô song và thái tử Cao Lăng có tư tình, những năm gần đây hắn không ít lần khi dễ vân lạc phong. Em gái của cha? A, à, ta cứ tưởng là ai, đây chẳng phải là phế vật Vân Lạc Phong của Vân gia hay sao? Ha ha, Mộ Thân cười to hai tiếng, huýt sáo với Vân Lạc Phong, ánh mắt dâm đãng nhìn Vân Lạc Phong từ trên xuống dưới, như thế nào? Thái tử điện hạ không cần ngươi, ngươi lại muốn ra ngoài tìm nam nhân? Chật chật, không nghĩ tới nhân vật như Vân Tướng Quân, mà lại sinh ra đứa cháu gái hạ tiện như ngươi. Nếu ngươi thật sự có nhu cầu, bản công tử sẽ khai ân giúp ngươi thỏa mãn. Vân Lạc Phong cong khóe môi, cười tà mị, đánh giá thiếu niên ăn chơi trác táng trước mặt mình, ta nghe nói thiếu gia mộ thân của mộ phủ ở phương diện kia có chút khuyết tật. Nha hoàn thông phòng trong phủ đến nay vẫn là thân hoàn bích, không biết bằng năng lực này của ngươi làm cách nào để thỏa mãn ta đây. Gái còn trinh trên sử nữ, sắc mặt mộ thân cứng lại. Bản thân hắn ở phương diện đó quả thật có chút khuyết tật, cho nên hắn không hề chạm vào mấy nha hoàn trong phủ đó. Không phải hắn không muốn chạm vào các nàng mà là thật sự không cách nào làm được nhưng chuyện này ngay cả gia gia hắn cũng không biết, phế vật Vân Lạc Phong này làm sao lại biết được. Đương nhiên là mộ thân không biết, lấy y thuật của Vân Lạc Phong, chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhìn ra được thân thể hắn suy nhược, chuyện phòng the không được. Thế nên mới có thể suy đoán mấy nha hoàn trong phủ kia vẫn là xử nữ. Hơn nữa nàng còn nhìn ra được, vì nguyên nhân gì khiến tên đệ nhất ăn chơi chắc táng, ở hoàng thành này lại không có năng lực phòng dơ. Vân Lạc Phong, ngươi nói năng bậy bạ gì đó, Mộ thân thẹn quá hóa giận, phương diện kia của bổn thiếu ra rất mạnh, một đêm thượng trăm nữ nhân cũng không thành vấn đề. Mẹ nó, ngươi lại dám vu hãm bổn thiếu ra, bây giờ bổn thiếu ra sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị bị bổn thiếu ra đè dưới thân. Mộ nhị thiếu ra, mắt thấy mộ thân muốn lao về phía Vân Lạc Phong, một tên thanh niên quý tộc đi chung với hắn vội kéo hắn lại, Vân Lạc Phong này tốt xấu gì cũng là độc đinh của phủ tướng quân, nếu chúng ta làm quá đáng, Vân tướng quân nhất định sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta đâu. Cút ngay! một chân đá tên thiếu niên đang giữ hắn ra, ánh mắt vẫn nộ bắn về phía Vân Lạc Phong, cô cô của bồn thiếu gia là sủng phi của đương kim thánh thượng, kẻ nào dám cãi lời bồn thiếu gia. Vân Lạc Phong, người bồi nhọ thanh danh của bồn thiếu gia, ta sẽ lấy đi sự trong sạch của ngươi ở trước mặt thế nhân. Trong tử lâu, nam tử mặc cẩm y đứng trước cửa sổ nhìn một màn phát sinh dưới phố kia, tắc lưỡi lên tiếng, thái tử điện hạ, không cần biết ngài có thích Vân Lạc Phong hay không, nhưng hiện tại tốt xấu gì Vân Lạc Phong cũng là vị hôn thê của ngài, chẳng lẽ ngài cho phép nàng ta thất thân trước mặt thế nhân sao cao lăng hơi mím môi mỏng toàn thân như lưỡi đao sắc bén ánh mắt bắn về phía bóng dáng bạch y đang đứng giữa phố không liên quan đến ta rất lâu sau cao lăng mới thu hồi tầm mắt hắn dừng một chút rồi nói thêm một câu ta còn muốn cảm ơn mộ thân giúp ta thu nhận thứ rách nát này nếu nàng ta thật sự mất đi trong sạch ở trước mặt mọi người như vậy nàng càng không có tư cách xứng đối với ta dứt lời hắn phất tay áo, chấp tay ra sau lưng bỏ đi ra ngoài, từ đầu đến cuối, cũng không ngoảnh đầu lại nhìn cuộc phân tranh đang diễn ra giữa Vân Lạc Phong và đám người kia. Chương 20, ai ăn chơi chắc táng hơn ai? 2. Editor, Kim Phượng Mộ Thân. Tiểu cô của ngươi là sủng phi, được hoàng đế Sùng ái thì sao? Gia gia của ta là tướng quân đương triều, muốn so độ ăn chơi chắc táng với ta, ngươi có chắc ngươi đủ tư cách không? Nhìn gương mặt Mộ Thân đang tức giận đi về phía mình, Vân Lạc Phong hơi nhướng mày, khóe môi nở nụ cười vừa tả mị vừa cuồng vọng, nhưng nếu ngươi muốn ăn chơi trác táng với ta một lần, hiện tại ta đây làm cho ngươi hiểu rõ cái gì gọi là chân chính ăn chơi trác táng. Bốp bốp bốp, Vân Lạc Phong đưa tay lên vỗ nhẹ ba tiếng, trên đường phố vốn ồn ào náo nhiệt, bỗng soạt một tiếng hiện ra vô số nam nhân mặc y phục hộ vệ của Vân gia. Đánh cho ta. Vừa dứt lời, Vân Lạc Phong liền nhướng mày đứng ở một bên, cười tà liếc nhìn Mộ Thân. Vân Lạc Phong, ngươi vô sỉ. Mộ Thân càng thêm phẫn nộ, lửa giận ngập trời, lớn tiếng giống lên ngươi để tướng sĩ vân gia ra, ra mặt thì có bản lĩnh gì chứ có bản lĩnh chúng ta đơn đả độc đấu vân lạc phong nhìn mộ thân như nhìn một kẻ ngu xuẩn chúng ta đang so ăn chơi trác táng nếu đã là ăn chơi trác táng vậy còn quan tâm đến công bằng làm gì huống chi vân lạc phong ta vốn cũng chẳng phải người để ý thể diện ta thích nhất là lấy nhiều khi ít mộ thân khiếp sợ chừng to mắt trước giờ hắn chưa từng thấy ai tự nhận mình không biết xấu hổ như vậy cả lại còn nói một cách đương nhiên như thế mộ thân không phải ngươi luôn thích ý thế hiếp người sao bây giờ ta đây dạy cho ngươi biết như thế nào là chân chính ý thế hiếp người trong lúc hắn còn đang ngây người giọng nói cùng vọng của vân lạc phong đã chuyển đến thừa lúc mộ thân chưa kịp phản ứng thì hộ vệ vân gia đã tiến lên rồi tay đấm chân đá với mộ thân còn đang ngây ngốc còn mấy kẻ thanh niên quý tộc đi chung với mộ thân thấy tình thế không ổn đã sớm chạy trốn mất dạng mộ thân bị đánh đến kêu ngao ngao không ngừng toàn bộ đường phố đều nghe thấy tiếng kêu thê thảm của hắn Vân Lạc Phong khoanh tay ôm ngực, híp con ngươi lại nhìn mộ thân đang chạy vắt giò lên cổ, nụ cười tà bên môi càng lúc càng tươi hơn, gương mặt là thần thái tùy ý và tự tin. Nếu hiện tại nàng đã là Vân Lạc Phong của Vân gia, vậy thù của Vân gia, nàng cũng nên từng chút một trả lại cho mộ gia. Mà cái này chỉ mới bắt đầu thôi, kế tiếp nàng sẽ nâng cao thực lực, dùng thực lực của chính mình báo thù rửa hận cho cha mẹ của khối thân thể này. Mấy người các ngươi ném hắn về mộ gia đi. Vân Lạc Phong thấy đã đủ rồi bèn phất phất tay bảo hộ vệ Vân gia dừng lại, còn nữa, người nói cho mộ thừa tướng rằng mộ thân ở giữa đường vô lễ với ta, còn muốn làm nhục ta ngay trên đường, cho nên hộ vệ vân gia vì bảo vệ ta mới ra tay đả thương hắn. Tuy nhiên hành vi này của mộ thân đã khiến cho tâm hồn nhỏ bé của ta bị tổn thương nặng nề, cho nên vân gia ta chuẩn bị đến cửa mộ ra đòi bồi thường. Số tiền cụ thể chờ ra gia ta đích thân đến trao đổi. Vô sỉ, vô cùng vô sỉ, rõ ràng chính nàng đánh mộ thân thành đầu heo, giờ lại bày ra bộ dáng của người bị hại. Cái gì gọi là tâm hồn nhỏ bé chứ? Nàng ư? Ừ. Còn tâm hồn nhỏ bé sao? Dạ, đại tiểu thư. Bởi vì vân tướng quân đã dặn dò từ trước, nên hộ vệ vân gia đối với mệnh lệnh của vân lạc phong, vô cùng nghiêm chỉnh chấp hành. Bọn họ sách tên mộ thân bị đánh đến nửa sống nửa chết đi về phía mộ phủ. Phủ thừa tướng. Mộ hành cừu nhìn mộ thân được nâng vào như lợn chết, tức giận đến mức bộ dâu cũng run lên. Tuy, nói ông không thích đứa cháu hư hỏng ăn chơi thành tánh này, nhưng nó tốt xấu gì cũng là người mộ gia, giờ bị người ta đánh thành như vậy, có khác gì là đánh vào mặt ông. Vì vậy ông nổi giận gầm lên, phủ tướng quân các người ăn gan hùm mật gấu gì, mà dám xuống tay với cháu trai của ta như vậy. Mau bảo lão xúc vật vân lạc kia lăn đến đây nhận lỗi, bằng không ta tuyệt đối không để yên cho hắn. chương 21, lần đầu gặp mộ vô song một Editor, Kim Phượng, mộ thừa tướng, lệnh công tử vô lễ với tiểu thư nhà ta ở giữa đường. Hơn nữa còn muốn trước mặt bao nhiêu người làm nhục tiểu thư, ta phụng lệnh tướng quân bảo vệ tiểu thư, tất nhiên sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào tổn thương tiểu thư. Hơn nữa tiểu thư nhà chúng ta là hoàng hoa khuê nữ, đã bao giờ gặp qua tình cảnh này. Hiện giờ tâm hồn của tiểu thư nhà ta còn đang chịu tổn thương rất lớn, cho nên chúng ta đến để báo với mộ thừa tướng, tướng quân nhà ta sẽ đến thương lượng việc bồi thường sau. Thiếu nữ chưa kết hôn. Mộ hành Cừ tức giận thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu, bước chân lào đảo vài cái mới chống đỡ để không té ngã ông ta run rẩy nâng tay của mình lên chỉ vào mấy gương mặt lạnh như núi của hộ vệ vân gia run run rẩy rẩy nói các ngươi chờ đó chuyện này ta tuyệt đối không thiện bãi cam hưu không bỏ qua những kẻ này còn muốn vô liêm xỉ đến mức nào nữa cháu trai mình đã bị đánh ra nông nổi này mà bọn chúng còn muốn ông bồi thường hơn nữa ông mới không tin vân lạc phong bị dọa sợ lá gan của nữ nhân kia còn lớn hơn trời làm gì có việc nào có thể dọa nó sợ chứ lời cần nói ta đã nói xong hiện tại ta phải trở về phục mệnh không bao lâu nữa tướng quân đại nhân sẽ đích thân đến cửa bái phòng đòi lại công đạo cho tiểu thư hộ vệ nói rất hiên ngang lẫm liệt làm cho mộ hành cừu tức giận đến nỗi thiếu chút là ngất xỉu ông ta cắn chặt răng hung hăng nói được bây giờ ta sẽ đi bẩm báo việc này với bệ hạ ai đúng ai sai chờ bệ hạ làm chủ hừ dứt lời ông ta dùng sức phất vạt áo xoay người bỏ đi bây giờ ông phải đi thay chiều phục để diện kiến bệ hạ trong lúc hộ vệ đưa mộ thân đến phủ thừa tướng thì một hộ vệ khác đã dùng tốc độ nhanh nhất trở về bẩm báo việc này cho vân ra sau khi vân lạc nghe thuộc hạ hồi báo mọi chuyện đầu tiên là sửng sốt tiếp đó là phát ra một trận cười sảng khoái ha 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 tốt rất tốt đây mới là cháu gái vân lạc của ta cháu gái ta nên dũng cảm như thế không cần sợ hãi bất cứ kẻ nào chẳng qua dựa vào tính cách của lão tặc mộ hành cừu kia sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy người đâu giúp bổn tướng chuẩn bị một chút bổn tướng quân muốn vào triều diện thánh trên đại lục Long Khiếu, y dược rất nổi danh. Nghe nói thế lực nổi tiếng nhất chính là y các. Chẳng những trong y các buôn bán đầy đủ tất cả các loại dược liệu, còn có các y sư vô cùng cường đại. Nhưng các y sư này sẽ không tùy tiện cứu người, dù ngươi có bỏ ra vạn lượng hoàng kim, cũng chưa chắc có thể mời được. Vân Lạc Phong chẳng chút trần chờ bước thẳng vào trong y các. Cũng may đến y các này đều không phải là người tầm thường, vì vậy mấy khách nhân kia chỉ lo gấp rút giải quyết chuyện của bản thân, nên không có ai để ý đến sự xuất hiện của nàng vị tiểu thư này trong lúc vân lạc phong còn đang đánh giá y các nổi tiếng gần xa này thì một nam tử mặc trường bào màu xanh lá đã đến bên cạnh nàng lễ phép nói xin hỏi ngài đến y các chúng ta là muốn mua dược liệu sao vân lạc phong hơi hơi gật đầu lấy một tờ giấy mang theo bên người ra ta cần tất cả dược liệu trong này người giúp ta lấy những dược liệu này đến đây nam tử mặc trường bào màu xanh lá vẫn trưng ra nụ cười khéo léo nhận lấy tờ giấy vân lạc phong đưa mỉm cười nói được xin chờ một lát ta sẽ nhanh chóng mang dược liệu đến cho ngài. Nói xong nam tử kia liền rời. Đi để chuẩn bị dược liệu cho Vân Lạc Phong. Nhân cơ hội này Vân Lạc Phong lại tiếp tục quan sát y các rộng lớn này. Bởi vì thường có nhiều y sư đến y các cho nên ở trên bức tường của y các, dán một vài vấn đề mà nhóm y sư không giải quyết được, muốn nhờ vào y các để cùng trao đổi với người khác. Trường 22, lần đầu gặp mộ vô song. 2. Editor, Kim Phượng Vân Lạc Phong một đường xem qua, những vấn đề mấy người đó dò hỏi đều không có tính khiêu chiến, không có gì thú vị cả. Nàng không khỏi có chút thất vọng, lúc nàng muốn xoay người rời khỏi, tầm mắt bỗng nhiên thoáng lướt qua một vấn đề làm nàng dừng bước. Xin hỏi nếu không cẩn thận chúng độc mạn đà la thì nên chữa trị thế nào? Độc mạn đà la đến từ một loài hoa có tên là mạn đà la, độc tính rất mạnh, người chúng độc này sẽ từ từ già đi cho đến khi tử vong. Hiện tại ở trên đại lục Long Khiếu vấn đề độc mạn đà la này đúng là rất khó giải quyết. Nhưng mà trước khi đi mua dược liệu nàng có tùy tiện lật xem y học bảo điển lại đúng lúc lật tới một tờ viết về độc mạng đà la có lẽ nhất thời nổi hứng vân lạc phong viết xuống biện pháp giải độc này ở bên dưới vấn đề sau đó đặt bút trong tay xuống đi về phía trung tâm đại sảnh từ đầu đến cuối không có ai nhìn thấy thiếu nữ bạch y lưu lại vài nét bút ở trên tờ giấy kia cô nương dược liệu ngài cần ta đã chuẩn bị xong lúc nàng vừa trở lại trung tâm đại sảnh thì nam tử mặc trường bào xanh lá kia cũng đã cầm dược liệu đi đến trước mặt nàng trên mặt vẫn là nụ cười tươi lễ phép, tổng cộng 500 vạn lượng bạc. 500 vạn lượng, đắt như vậy. Thần kinh của Vân Lạc Phong run rẩy một chút, lần đầu tiên nhận ra phủ tướng quân lại nghèo như vậy. Hơn nữa những dược liệu này chỉ đủ cho nàng tắm một ngày, nếu liên tục 5 ngày, chỉ sợ ngân khố của phủ tướng quân không đủ cho nàng tiêu xài. Xem ra đã đến lúc nàng phải kiếm chút tiền. Thì ra đường đường là đại tiểu thư phủ tướng quân lại thiếu tiền. Đột nhiên một giọng nói chào phúng từ cửa lớn của y các truyền tới mọi người nương theo tiếng nói nhìn lại hình ảnh đầu tiên rơi vào mắt chính là bộ váy nhung vàng nhạt của mộ vô song cao quý thanh nhã toàn thân toát ra sức quyến rũ vô hạn hình thành sự đối lập với những người bên cạnh nàng ta nàng tựa như một đóa hoa tươi bên trong một đống cứt trâu mỹ lệ kiểu diễm hương thơm nước mũi mở miệng cười nhạo vân lạc phong là tiểu tùy tùng ngô kỳ bên cạnh nàng ta đối mặt với người như vân lạc phong mộ vô song luôn luôn khinh thường mở cái miệng cao quý của mình thậm chí từ lúc vào cửa đến giờ ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn Vân Lạc Phong, quả thật rất kiêu ngạo. Vân Lạc Phong sờ sờ mũi, nhìn mộ vô song xuất hiện ở đây, dường như còn chưa biết tin nàng đánh mộ thân. Lâm trưởng quầy, mộ vô song vòng qua Vân Lạc Phong, đi thẳng về phía nam tử mặc trường bào xanh lá đứng trước mặt nàng, thay đổi sự lạnh lùng cao quý, trên dung nhan xinh đẹp nở nụ cười khẽ. Hôm nay Vinh Lão có ở đây không? Nếu có, làm phiền Lâm trưởng quầy thông báo một tiếng, mộ vô song đến bái phòng đây là y các, cho dù đối diện chỉ là một trưởng quầy nho nhỏ, mộ vô song thân là tiểu thư phủ thừa tướng vẫn phải khách khí, không dám khinh thường. Lâm trưởng quầy nhíu mày, trên mặt vẫn là nụ cười khách sáo, xin lỗi, vinh lão đi xa vẫn chưa trở về, vẫn là mời vô song tiểu thư quay về đi. Nụ cười trên mặt mộ vô song cứng lại một chút, nàng chính vì được tin vinh lão đã về nên mới đến cầu kiến, không ngờ những người này lại không nể mặt nàng như vậy. Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng nụ cười trên mặt mộ vô song vẫn không thay đổi, nếu vậy, lần này vô song mạo muội quấy dày, nếu vinh lão trở về xin thông báo với ta một tiếng, vô song sẽ mang hậu. Lễ đến bái phòng. Mời. Nam tử mặc trường bào màu xanh làm một tư thế mời, hiển nhiên chính là lệnh mộ vô song rời đi. Trong bụng mộ vô song nghẹn đầy lửa giận không thể bộc phát, nhưng vẫn phải duy trì vẻ cao quý thanh nhã, cho nên nhân lúc không ai nhìn thấy nàng ném cho tiểu tùy tùng ngô kỳ, ở bên cạnh một ánh mắt. Ngô Kỳ ngay lập tức hiểu ý, nhìn Vân Lạc Phong còn đứng đó, chưa đi, Trào Phúng nói: "Vân Lạc Phong, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nếu ngươi không lấy tiền ra mua dược liệu được thì mau cút đi. Những nơi tiểu thư vô song xuất hiện cần duy trì không khí sạch sẽ, nhưng không khí tốt như vậy lại bị loại phế vật như ngươi làm ô nhiễm. Mộ vô song cần duy trì hình tượng ở bên ngoài, tất nhiên không thể lên tiếng gây khó dễ Vân Lạc Phong, cho nên những chuyện như vậy đều do tiểu tùy tùng bên cạnh nàng xuất lực. Ai bảo bản thân bị nghẹn một bụng lửa giận không chỗ phát tiết, mà cố tình loại phế vật này lại ở đây chứ?" Chương 23, tứ hoàng tử dịu dàng như ngọc. Editor, Sam Sam DDLQD chi phí của Vân cô nương cứ tính cho ta. Ngay tại lúc Ngô Kỳ làm khó Vân Lạc Phong, thì một giọng nói dịu dàng truyền đến từ sau lưng nàng. Khi nhìn thấy diện mạo nam tử ở phía sau đang đi tới sắc mặt Ngô Kỳ, vốn đang ngạo mạn lập tức cứng đờ. Biểu cảm kia còn khó coi hơn là ăn phải phân, nhưng vẫn không thể nói câu nào. Nam tử kia mặc cẩm y hoa phục, tôn quý vô cùng, cả người cũng toát ra khí thái mà không phải dạng người như Ngô Kỳ, có thể so sánh được. Gương mặt dịu dàng của hắn luôn chứa ý cười, đôi mắt cũng chứa đầy ánh sáng ấm áp. Tuấn Mỹ vô song, dịu dàng như ngọc, đột nhiên mấy chữ này nảy ra trong đầu Vân Lạc Phong, không khỏi khiến nàng nhìn người nam tử kia nhiều hơn một chút. Chẳng qua, tuy hắn luôn tươi cười nhưng nụ cười kia không chạm tới đáy mắt. Ánh sáng ấm áp trong đôi mắt kia chỉ là để che giấu sự xảo trá và âm hiểm, như hồ ly của hắn mà thôi. Tứ hoàng tử trên mặt mộ vô song vẫn duy trì nụ cười khéo léo. Dường như vừa rồi người say ngô kỳ gây khó dễ cho Vân Lạc Phong là ai đó, chứ không phải nàng ta. Thì ra ngài cũng đến đây bái phỏng vinh lão. Cao thiếu thần cười cười, mở cái quạt xếp trong tay ra. Ánh mắt ôn hòa lúc đầu bây giờ trở nên có chút khinh thường. Ta không phải đến bái phỏng vinh lão, chỉ là đến mua chút ít dược liệu. Không nghĩ rằng lại thấy cảnh các người gây khó xử cho Vân Lạc Phong. Lâm trưởng quỷ, chi phí của Vân Lạc Phong ta sẽ trả. Tướng quân phủ dù nghèo nhưng 500 vạn thì vẫn có. Vân Lạc Phong nghiêng mặt liếc mắt nhìn cao thiếu thần, rồi di chuyển tầm mắt về phía lâm trưởng quỷ. Dược liệu này ta mang đi trước. Ngươi đến phủ tướng quân lấy tiền. Nhưng mà cái giá này của các ngươi thật sự quá đắt rồi, không bằng. Ngươi tặng cái cây kia cho ta đi. Ánh mắt Vân Lạc Phong lóe lóe sáng, tay chỉ về một góc dược thảo nơi góc phòng, tươi cười thoải mái nói. Lâm trưởng quỷ hơi ngạc nhiên, sau đó lại cười cười lễ phép. Vân cô nương, đây chỉ là một góc thảo dược bình thường rất thường gặp, cũng chẳng có tác dụng gì, nếu người thích thì cứ việc mang về. Đa tạ, Vân Lạc Phong cũng không khách sáo, cầm lấy dược liệu đã mua, nâng góc thảo dược tặng kèm lên rồi đi thẳng ra cửa lớn, đầu cũng không ngoảnh lại. Cao thiếu thần nhìn bóng dáng bạch y biến mất ngoài cửa lớn mới chợt hồi thần, rồi bật cười, không nghĩ tới Vân Gia Vân Lạc Phong lại hoàn toàn khác với lời đồn bên ngoài. Có lẽ Hoàng Huynh của ta sắp mất đi một bảo bối rối mộ vô song đứng bên cạnh cao thiếu thần sau khi nghe hết lời này trong lòng thấy rất khó chịu cái gì gọi là thái tử sắp mất đi bảo bối mình mới là nữ nhân xứng đối với thái tử phế vật vân lạc phong kia ngay cả tư cách làm thiếp cho thái tử cũng không có chúng ta đi giáo dưỡng tốt không cho phép cô ta bùng nổ nơi đông người sau khi nhìn cao thiếu thần một cái liền dẫn theo đám tùy tùng rời khỏi y cát tứ hoàng tử điện hạ không biết ngài muốn mua dược liệu gì lâm trưởng quỷ thấy bọn họ đi hết rồi thì quay sang cao thiếu thần Tươi cười lễ phép hỏi. Trong mắt cao thiếu thần hiện lên tia sáng gian xảo như hồ ly, hắn nói, vừa rồi Vân Lạc Phong mua những dược liệu gì, ngươi lấy một phần giống như vậy cho ta. Xin đợi một lát, ta đi chuẩn bị ngay. Tâm tình lâm trưởng quỷ rất tốt. Nhiều ngày nay hắn chưa từng bán được nhiều dược liệu quý như vậy. Cho nên, bây giờ trên mặt hắn không phải là nụ cười lễ phép nữa, mà là cười từ trong nội. Tâm phát ra. Trường 24, Vinh Lão kích động. Editor, Sam Sam DDLQ Quy Thế Nhưng lúc bước qua nam tử mặc áo bào màu xanh, rồi đi tới chỗ vách tường dán đầy câu hỏi, chỉ trong giây lát ông đã dừng bước. ông chừng trợn mắt, tay run rẩy vươn về phía một tờ giấy trên đó. lại có người trả lời được vấn đề của độc mạng Đà La. không được, không được, ta phải nhanh đi tìm Vinh Lão, chỉ có Vinh Lão mới biết câu trả lời này là đúng hay sai. giờ phút này Lâm trưởng quỷ cũng chẳng còn quan tâm cao thiếu thần đang chờ đợi, vội vội vàng vàng chạy thẳng vào nội sảnh Y Các. trong nội sảnh Vinh lão được lâm trưởng quỷ nói là không có trong y các đăng phẩm trà, nhưng lại không hề tập trung tinh thần. Trên gương mặt già nua ngập tràn lo lắng. Đứng trước mặt ông là một nam tử trung niên, so với vẻ lo lắng của ông thì biểu cảm của y có phần cung kính hơn. Còn chưa có người đưa ra được biện pháp giải độc mạn đà la sao. Vinh lão đặt chén trà trong tay xuống. Thở dài một hơi. Vinh lão. Nam tử trung niên trầm ngâm nữa ngày mới lên tiếng. Ngay cả y sư y thuật cao minh nhất trong y các chúng ta cũng không đưa ra được biện pháp, sợ là những người khác cũng không biết phương pháp giải độc mạn đà la. Vinh lão cười khổ một tiếng, ta cũng chỉ là muốn thử xem mà thôi. Nếu không ai giải được cũng không trách ngươi. Là ta đánh giá cao y sư Long nguyên quốc rồi. Đang nói thì bên ngoài bỗng liên tục truyền đến tiếng bước chân vội vã, sau đó cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Trung niên nam tử nhìn về phía lâm trưởng quỷ vừa đẩy cửa vào, nhíu nhíu mày, tiểu lâm, ta và Vinh lão đang nói chuyện, ai cho ngươi tới quấy giày còn không mau lui xuống. Lâm trưởng quỷ chấn kinh, vội vàng quỳ xuống, hồi bẩm mộ dung đại nhân, là thuộc hạ nhìn thấy có người viết ra được phương pháp giải độc hoa mạn đà la, nên mới vội vàng đến đây bẩm báo. Xin đại nhân thứ tội. Bộp, lần này không đợi trung niên nam tử kia mở miệng, vinh lão vốn đang ngồi phẩm trà đột ngột đứng dậy, ngay cả hơi thở cũng gấp rút hơn mấy phần. Người nói cái gì? Thật sự có người viết được phương pháp giải độc mạn đà la. Mau, mau đưa tờ giấy kia cho ta xem. Dạ, Vinh Lão. Lâm trưởng quỷ cung kính dâng tờ giấy kia lên, lòng của ông cũng kích động theo từng động tác của Vinh Lão. Vinh Lão như ngừng thở, tay run rẩy nắm chặt tờ giấy không thôi, không sai. Đây chính là phương pháp giải độc mạn Đà La. Phương pháp mà chúng ta vất vả nghiên cứu ra lúc trước so với cái này, còn kém hơn một bước, chẳng trách chúng ta lại thất bại, thì ra là thiếu một bước như vậy. Không được, ta muốn gặp người đã viết ra phương pháp này. Lâm Tiếu, người mau mời người này đến đây gặp ta người này đối với y các chúng ta vô cùng quan trọng tuân lệnh lâm tiếu chấp nắm tay đứng dậy ngay lúc hắn định đi ra ngoài thì sực nhớ ra một chuyện đúng rồi vinh lão mộ vô song của phủ mộ thừa tướng kia lại đến không biết vinh lão không đợi lâm tiếu nói xong vinh lão đã ngắt lời hắn là nàng ta trả lời vấn đề này sao nếu không phải bảo nàng ta cút dạ khóe miệng lâm tiếu hơi run rẩy nhưng vẫn cung kính đáp lời ông hiểu rõ hiện tại đối với vinh lão mà nói không có chuyện gì quan trọng hơn việc giải độc mạn Đà La. Thế nào thì Vân Lạc Phong cũng không ngờ được chỉ vì hứng thú nhất thời của bản thân nên để lại vài chữ mà đã làm toàn bộ y các chấn động. Hơn nữa còn khiến cho toàn bộ người của y các phải xuất động, tìm kiếm nàng. Nếu biết sẽ dẫn tới hậu quả này, chắc chắn nàng sẽ không để lại mấy chữ. Kia! mươi 25, Vân Lạc Phong bị đè. Editor, Sam Sam DDLQD chủ nhân, phía sau có người theo dõi. Sau khi rời khỏi Y cát, Vân Lạc Phong đi thẳng tới phủ tướng quân. Ai ngờ lúc này một giọng nói mềm mại non nớt lại vang lên trong đầu nàng, là người bên cạnh cô gái tên là Mộ Vô Song kia. Tiểu Mạch lại giải thích thêm một câu. Vân Lạc Phong hơi nhướng mi, thân hình lóe lên một cái, nhanh nhẹn lách vào một con hẻm nhỏ. Ngay sau đó, trên đường phố, ngay nơi nàng vừa biến mất có vài người từ đâu chạy đến, ngó giáo rát xung quanh rồi như là tìm kiếm gì đó trong dòng người đi trên phố. Xem ra ta phải mau chóng tăng lên thực lực của mình. Vân Lạc Phong nhướng mày, ánh mắt càng thêm kiên quyết. Trên đại lục này, chỉ có nấm đấm mới là đạo lý. Nấm đấm cứng, ngay cả hoàng đế cũng phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Được rồi, bọn họ đi rồi, ta cũng nên trở về thôi. Nhìn thấy mấy kẻ kia đã biến mất ở phía đầu đường, Vân Lạc Phong vỗ vỗ tay, chuẩn bị hồi phủ. Ngay lúc nàng chuẩn bị ra khỏi con hẻm, thì bỗng một bóng đen từ trên đầu tường rơi xuống. Dưới tình huống bất ngờ, bóng đen kia nhào về phía Vân Lạc Phong. Trùng hợp làm sao? lúc bóng đen kia rơi xuống mặt đối mặt với vân lạc phong sau đó thuận lý thành trương môi hắn đè lên môi vân lạc phong đồng dạng thân thể hắn cũng đè lên người vân lạc phong làm nàng ngã xuống đất thân thể hai người kề sát nhau mà cái tư thế này nhìn như thế nào cũng dễ khiến người khác liên tưởng đến những chuyện đen tối vân lạc phong nheo nheo mắt từ trong mắt ánh lên tia sáng nguy hiểm cút ngay nam nhân kia không có bất cứ động tác gì vẫn đè lên người nàng như cũ ngay lúc này vân lạc phong có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt phát ra từ trên người hắn phịch thấy hắn ta vẫn đè lên người mình không nhúc nhích ánh mắt vân lạc phong càng thêm nguy hiểm nàng dùng sức đẩy mạnh nam nhân đang đè lên người mình dưới sức mạnh của vân lạc phong đầu của người kia không khỏi va vào bức tường phía sau phát ra một tiếng trầm vang cùng lúc đó mặt nạ trên mặt hắn rớt xuống cho dù vân lạc phong đã từng gặp qua vô số mỹ nam nhưng khi nhìn thấy gương mặt của người này cũng không khỏi ngẩn ngơ chóc lát hắn ta không tuấn lãng lạnh lùng như cao lăng, cũng không ôn nhu như ngọc giống cao thiếu thần, càng không phương hoa tuyệt thế như vân thanh nhã. Nhưng cái diện mạo này, của hắn bất cứ người nào gặp phải chắc cũng đều hét lên tiếng hét chói tai. Mi phong như kiếm chân mày như kiếm, khuôn mặt anh khí, ngũ quan tựa như được điều khắc hoàn mỹ. Đặc biệt là cái thân hình kia, bên trong trường bào màu đen bị lệch là tám khối cơ bụng ẩn hiện. Với thân hình này nếu như nữ nhân nào nhìn thấy chắc cũng phải chảy nước miếng. Môi của hắn màu hồng nhàn nhạt, lúc này đang mấp máy gương mặt kia thể hiện ra giống như rất thống khổ chủ nhân thể chất của hắn là linh thực thể trong không gian thần điển tiểu mạch đang vô cùng kích động thiếu chút nữa là quên chủ nhân nhà mình vừa bị ra hỏa này vô lễ mau mau nhặt hắn về đi hắn rất hữu dụng với người linh thực thể vân lạc phong nhướng mày nhìn nam nhân bất tỉnh trước mặt hỏi đó là cái gì chủ nhân chẳng lẽ ta chưa nói qua với người sao thể chất của người là linh hư thể cho nên cơ thể vô cùng yếu ớt, hơn nữa chỉ cần tu luyện thì sẽ xuất huyết không ngừng. Chỉ có dùng công pháp đặc biệt của ta mới có thể giúp người tu luyện. Mà linh thực thể thì hoàn toàn ngược lại với người. Chẳng qua linh thực thể trước 10 tuổi thì không thể tu luyện. Sau 10 tuổi tu luyện thực lực sẽ tăng nhanh như bay. Nói như vậy, linh giả đều là tu luyện từ bé, mà thân là linh giả. Có linh thực thể dù làm cách nào cũng không thể tu luyện trước năm 10 tuổi. Nhưng qua 10 tuổi thì thực lực sẽ tăng nhanh đến mức chóng cả mặt. Chương 26, cả nhà đều vô sỉ. Editor, Sam Sam DDLQD, đương nhiên ta bảo chủ nhân nhặt hắn về là có nguyên nhân. Nếu hắn có thể ở cạnh người, tốc độ tu luyện của người sẽ rất mau. Hơn nữa nếu, nếu hai người có thể song tu, tốc độ thăng cấp của chủ nhân còn nhanh hơn. Chủ nhân, mau, mau nhặt hắn về song tu đi. Song tu, khóe môi vân lạc phong giật giật, biểu cảm cạn lời. Không nghĩ tới trên đại lục này còn có thứ đồ vật như song tu, chủ nhân, mau nhặt hắn về đi. Hiện tại hắn ngất xỉu vì bị thương rồi. Người mau nhặt hắn về sau đó, trói lại. Mỗi đêm cùng người song tu, ta đảm bảo người sẽ đột phá rất nhanh. Vân Lạc Phong im lặng. Tại sao nàng lại có cảm giác, sau khi nhìn thấy nam nhân này thì tiểu mạch còn kích động hơn nàng chứ? Chẳng lẽ tiểu mạch có ý gì với hắn? Thôi bỏ đi. Vân Lạc Phong lắc lắc đầu. Ta không có hứng thú đối với chuyện bắt cóc này. Trời cũng không còn sớm. Vẫn là nên về nhà thôi. Không sai, trong mắt Vân Lạc Phong hành vi của Tiểu Mạch không khác gì bắt cóc nhưng mà trước khi đi Vân Lạc Phong cũng lấy ra ngân châm mới mua bên đường giúp hắn châm cứu trị liệu phần nào thương thế lại lấy góc thảo dược mà Y các tặng đút cho hắn làm xong hết rồi nàng mới xoay người bỏ đi được rồi ta nể tình hắn là linh thực thể nên giúp hắn chữa trị một phần thương thế còn có sống nổi hay không thì xem vận mệnh của hắn ta cũng không muốn phải phiền phức chay đi mua dược liệu về chữa trị không được, chủ nhân, người phải mang hắn về, người không được đi, chủ nhân. Trong không gian không ngừng chuyển ra tiếng la nôn nóng của tiểu mạch. Vì không muốn nghe tiểu gia hỏa này là nhảy ầm ý, Vân Lạc Phong trực tiếp cắt đứt liên hệ của hai người. Cuối cùng, tai của nàng cũng được yên tĩnh. Trong chính điện hoàng cung nghiêm trang uy vũ, hoàng đế mặc long bào kim sắc cao cao tại thượng ngồi trên long ỷ Hắn nhìn về phía vân tướng quân đang quỳ trên mặt đất khóc giống lên, không khỏi có chút đau đầu. Bệ hạ, chuyện này ngài nhất định phải làm chủ cho lão thần. Lão thần vì an nguy của Long Nguyên Quốc, chấn thủ biên cương suốt 10 năm dòng. Trong 10 năm này, cháu gái thần Vân Lạc Phong ở nhà một mình không ai chăm sóc, chịu bao nhiêu là ủy khuất, trước đó không lâu lại bị người ta vu oan hãm hại, thiếu chút nữa là tự tử chết rồi. Những chuyện này xem như bỏ đi, lão thần cũng không phải người tính toán chi ly. Nhưng tên mộ thân kia lại dám ngang nhiên muốn làm nhục cháu gái thần giữa đường. Vẻ mặt vân tướng quân vô cùng đau đớn, giống như vân lạc phong đã thực sự xảy ra chuyện vậy bệ hạ nếu không phải hộ vệ của vân gia trung thành tận tâm không ngại mạo hiểm đắc tội với mộ gia liều mạng cứu cháu gái của lão thần cháu gái thần cũng không thoát được nanh vuốt của tên cầm thú mộ thân kia khẩn xin bệ hạ làm chủ cho lão thần mộ hành cừu vừa đi tới chính điện còn chưa kịp tố cáo oan ức của mình đã nghe mấy lời vô sĩ này của vân lạc thiếu chút nữa thân già của ông ta lại phun ra một ngụ máu vân lạc người ngậm máu phun người người vân gia của ngươi chẳng những đánh cháu trai ta bị thương còn đến mộ phủ tống tiền ta bây giờ ngươi còn ở đây ác nhân cáo trạng trước bệ hạ ngài phải làm chủ cho thần vân tướng quân ỉ vào trong tay có trăm vạn hùng binh nên làm sắng làm bậy ngay cả cháu trai của thần cũng dám đánh loại hành vi vô pháp vô thiên này ngài nhất định phải nghiêm trị vân lạc trừng hắn một cái hừ lạnh nói đó là vân gia ta phòng vệ chính đáng nếu không phải tiểu tử mộ thân kia đối với cháu gái ta có ý đồ đen tối làm sao lại bị đánh. Chuyện này là do phủ thừa tướng các ngươi sai trước. Nếu như hôm nay không cho ta một cái công đạo, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chương 27, từ hôm 1. Editor, Sam Sam DDLQ trong đại điện, các đại thần đều im lặng cúi đầu. Bọn họ thật sự sợ cuộc chiến giữa hai tòa Thái Sơn này sẽ liên lụy đến bọn họ. Bây giờ sắc mặt mộ hành cừu chẳng khác nào ăn phải phân, đã khó coi đến cực điểm. Đôi mắt hung ác của ông nhìn chằm chằm vào Vân Lạc, nếu không phải bản thân ông không đánh lại lão già này nhất định ông đã đánh một quyền lên cái gương mặt giả vô sĩ kia rồi vân lạc ngươi có còn biết xấu hổ là gì không cả nhà ngươi đều không biết liêm sĩ như vậy hay sao cháu gái người bây giờ vẫn còn bình an ở đó không tổn hại gì ngược lại bây giờ cháu trai của ta vẫn còn đang bất tỉnh rốt cuộc ai đúng ai sai ta tin bệ hạ nhất định tự có phán quyết vân lạc cười nhạo một tiếng từ trên mặt đất đứng dậy đôi mắt ông sắc bén mà khí phách y như một thanh trường kiếm cháu gái ta hiện tại bình an vô sự, đó là do hộ vệ vân gia làm việc đắc lực, nếu không, sợ là ta đã mất đi người thân duy nhất còn lại rồi. Nhưng cho dù cháu gái ta tránh thoát được một kiếp, thì cũng vẫn bị hành vi của cháu trai ngươi dọa cho hoảng sợ không nhẹ. Nếu hôm nay ngươi không cho bổn tướng quân một công đạo, nhất định sẽ ta hạ lệnh cho tướng sĩ vân gia đi san bằng phủ đệ của ngươi. Mộ hành cừu tức giận đến mức cả người phát run. Ông ta hít một hơi thật sâu, đè nén lửa giận trong lòng xuống, quay mặt về phía hoàng đế cao đồ, không thèm nhìn đến lão gia hỏa này nữa, nếu không sợ rằng ông ta sẽ tức chết mất. Nữ nhi của mình là sủng phi của hoàng đế, cháu gái mộ vô song cùng thái tử lại tình đầu ý hợp. Nếu không phải Vân Lạc Phong, luôn ở giữa ngăn cản thì vô song sớm đã là thái tử phi rồi. Nhưng mà chuyện vô song trở thành thái tử phi chỉ là việc sớm muộn. Loại phế vật như Vân Lạc Phong làm sao đảm đương nổi bốn chữ mẫu nghi thiên hạ chứ? Cái này, cao đổi nhíu chặt mày, Hắn nhìn hai lão thần tử đang luân phiên chỉ trích nhau ở dưới, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, quả thật việc này là mộ thân sai. Vân gia cũng chỉ phòng vệ chính đáng. Ngươi để cho mộ thân đến Vân gia xin lỗi đi. Cao đồ không phải không muốn thiên vị mộ thừa tướng, nhưng mà Vân Lạc vì Long Nguyên quốc xa nha 10 năm, nếu giờ phút này hắn thiên vị mộ thừa tướng, thì nhất định sẽ làm cho lòng người nguội lạnh. Hơn nữa, cho dù là cha mẹ Vân Lạc Phong, hay là đệ nhất thiên tài Vân gia Vân Thanh nhã, đều cũng là do hắn thiên vị mộ gia mà tạo thành kết cục như vậy. Hiện giờ Vân gia chỉ còn lại một hậu nhân duy nhất là Vân Lạc Phong. Nếu thật sự lại xảy ra sai lầm gì, sợ là lão già này sẽ phát điên lên mất. Bệ hạ, được rồi. Mắt thấy mộ hành cừu lại muốn nói gì đó, Cao Đồ phất phất tay, ngăn lại lời nói của ông ta. Sau đó quay về phía Vân Lạc, uy nghiêm nói, chuyện này dừng lại ở đây, mộ thân đùa giỡn Vân Lạc Phong cũng đã chịu báo ứng rồi. Chuyện bồi thường, chấm nghĩ bỏ qua đi rốt cuộc vân lạc phong cũng không bị tổn thương gì trẫm không hy vọng có người nhắc lại chuyện này nữa mộ thân nói rõ là mình muốn cưỡng gian vân lạc phong vậy mà đến miệng cao đồ lại biến thành đùa giỡn ý nghĩa hai câu này hoàn toàn là cách xa nhau vạn dặm. vân lạc rũ mắt xuống che giấu đi sự thất vọng lạnh nhạt nói nếu bệ hạ đã có lệnh lão thần tuân chỉ lão thần tuổi tác đã cao sợ rằng sau này khó mà lãnh binh đánh giặc được binh phù này xin trả lại cho bệ hạ dứt lời ông lấy ra một khối binh phù từ trong tay áo, tiến về trước hai bước, đưa cho thái giám đứng ở một bên. Thái giám nhận lấy binh phù, đi đến bên người cao đồ, cung kính dâng lên trước mặt cao đồ. Cao đồ còn đang lo lắng không biết làm sao thu hồi binh quyền trong tay vân lạc. Không nghĩ lão già này lại chủ động giao ra. Trong lòng hắn ta lập tức mừng như điên. Trường 28, từ hôn 2. Editor, Sam Sam DDLQ tuy vậy, ngoài mặt hắn ta vẫn làm ra vẻ khó xử. Vân tướng quân, ngươi không thể làm vậy, như vậy thật không hay. Binh phủ này ngươi vẫn nên giữ lấy. Long Nguyên Quốc không thể không có ngươi. Cáo già, Vân Lạc thầm mắng một câu trong lòng. Đừng tưởng rằng ông không biết, trong lòng con cáo già này sớm đã mừng như nở hoa rồi. Bệ hạ, tuổi thần thật sự đã cao. Hiện tại lão thần chỉ muốn ở cạnh cháu gái, ở trong phủ an hưởng tuổi già, không muốn lo tâm lao lực vất vã nữa. Được rồi, cao đồ ra vẻ rất khó xử, binh phủ chấm sẽ giữ lấy chỉ là hiện tại chưa thể tìm được nhân tài thích hợp thay thế nên chức vị tướng quân này vẫn là làm phiên vân tướng quân vậy hắn chỉ cần binh phù thôi còn cái chức vị tướng quân này cũng không phải là quan trọng lắm cho vân lạc giữ cái chức vị nhàn nhã này thì có làm sao miễn cho thiên hạ bá tánh nói hắn không mần nhân tình tạ bệ hạ vân lạc cười lạnh trong lòng rồi lại cất cao giọng nói lão thần vẫn còn hai việc muốn tấu một là thay cháu gái vân lạc phong của thần từ hôn cùng thái tử cao lăng cao đồ sửng sốt nhíu chặt mày, vân tướng quân. Ngươi có chắc là muốn từ hôn. Ngươi phải biết vân lạc phong không thể tu luyện, là một phế vật. Nếu thật sự từ hôn với thái tử thì chẳng có ai chịu thành thân cùng nàng ta đâu. Ngụ ý rằng loại phế vật như vậy, ai mà chịu cưới về nhà chứ. Phong Nhi là cháu gái của thần, chỉ cần thần còn sống sẽ không để cho người nào dám khinh thường nó. Hơn nữa thái tử sớm đã có ý trung nhân, Phong Nhi theo thái tử sẽ ủy khuất cho nó. Vân tướng quân, chấm hy vọng ngươi vẫn nên suy nghĩ kỹ lại sắc mặt cao đồ hơi trầm xuống, đúng là dựa vào thực lực của Vân Lạc Phong, thì không thể trở thành chính phi của Thái tử. Nhưng nếu Vân Lạc Phong khăng khăng muốn ở bên Thái tử, chấm cũng có thể làm chủ cho nó, để nó trở thành chắc phi của Thái tử. Thân là Thái tử phi, cần có tài mạo song toàn, thiên phú chắc tuyệt. Mà hắn cũng đã sớm đồng ý với thừa tướng sẽ phong mộ vô song thành thái tử phi. Còn về hôn ước từ mười mấy, mấy năm trước, chẳng phải lúc đó Vân Lạc Phong chỉ vừa mới sinh ra sao? bản thân hắn đâu ngờ rằng vân lạc phong này là phế vật xét thấy hậu nhân vân ra ai không phải là thiên tài nhất nhì vì vậy mới có cái hôn ước từ nhỏ này hiện tại đã biết vân lạc phong là gà không phải phụ tất nhiên cũng không cần giữ hôn ước này chẳng qua thực lực của vân tướng quân quả thực xuất chúng hắn vẫn muốn liên hôn cùng vân phụ dù vân lạc đã giao lại binh quyền nhưng thực lực của ông ta vẫn còn sờ sờ ra đó chỉ là một chắc phi lại không phải chính phi đưa cho một phế vật cũng không tính là gì nữ nhi vân gia ta tuyệt đối không làm thiếp cho bất cứ kẻ nào một lời này vô cùng khí phách nữ nhi vân gia ông tuyệt đối không làm thiếp cho bất cứ ai cho dù người đó là hoàng tôn phú tộc cũng không được ha mộ hành cừu vừa bị vân lạc làm cho nghẹn một bụng lửa giận đột nhiên cười lạnh một tiếng Châm biếm nói chỉ dựa vào đứa cháu gái phế vật của ngươi cho ả à ta vị trí chắc phi đã là coi trọng rồi chẳng lẽ còn muốn giành lấy vị trí chính phi hay sao ý nghĩ này của ngươi không phải quá kỳ lạ sao ngươi thử hỏi các vị đại thần ở đây xem có ai đồng ý để con cháu của mình cưới cháu gái của ngươi hay không chúng đại thần không ngờ mộ hành cừu lại dẫn dắt chủ đề câu chuyện lên đầu bọn họ nên cúi đầu càng ngày càng thấp thật sự sợ vân lạc dưới cơn giận mà cưỡng ép con cháu bọn họ cưới phế vật của nhà ông ta về dù rằng vân lạc phong lớn lên vô cùng xinh đẹp nhưng không thể tu luyện làm một phế vật thì xinh đẹp mấy cũng là lãng phí mỹ mạo chỉ có thể làm thiếp mà thôi chỉ cần là người có thân phận địa vị sẽ không ai đồng ý cưới nàng ta chương 29, từ hôn 3. Editor, Sam Sam DDLQ nhiệt độ không khí xung quanh Vân Lạc giảm đi rất nhanh. Ánh mắt sắc bén của ông quét qua từng vị đại thần đang cúi đầu xuống nhìn mũi giày của mình trong điện, tựa như một con dao nhọn cứ lên da thịt của họ. Bệ hạ, chuyện từ hôn là do cháu gái thần đề xuất. Khẩn xin bệ hạ đồng ý chuyện này với lão thần. Ông quay lại nhìn cao đồ đang ngồi cao cao tại thượng trên long ỷ, giọng nói ông vô cùng kiên định. Được, mắt cao đồ sáng rỡ, giọng nói lại nghiêm túc, nếu vân tướng quân một mực kiên trì, vậy chấm đây sẽ chấp thuận. Chỉ có điều ngày sau vân tướng quân đừng hối hận. Thần tuyệt không hối hận. Ánh mắt vân lạc càng thêm kiên định, diều thứ hai, thần muốn xin bệ hạ cho thần được dùng đạo thánh chỉ chống mà bệ hạ đã ban. Điều kiện trên đó thần đã nghĩ xong, chính là dù sau này phong nhi gặp bất luận ai trong hoàng tộc cũng không cần quỳ xuống. Xin bệ hạ đồng ý, ban cho lão thần đạo thánh chỉ này. Từ đầu đến cuối vân lạc không hề nhắc đến chuyện miễn tử kim bài. Nếu thật sự có một ngày ông đắc tội hoàng đế thì hắn ta có thể phái đệ nhất cao thủ của hoàng tộc đến ám sát ông. Vậy thì miễn tử kim bài có tác dụng gì chứ? Phê Chuẩn cao đồ phất tay một cái, lạnh nhạt nói, cho dù hắn không đồng ý thì như thế nào, lão già này ngay cả thánh chỉ trống cũng dọn ra rồi. Hắn có thể không đồng ý sao? Ai bảo cái thánh chỉ trống kia là bản thân hắn ban cho Vân Lạc chứ? Nếu không có việc gì nữa, các ngươi lui ra hết đi. Vi thần cáo lui cao đồ mệt mỏi đứng lên chúng đại thần bên dưới sau khi chấp tay hành lễ cũng chia ra nhóm năm nhóm ba rời khỏi đại điện mộ hành cừu đi tới bên cạnh vân lạc trên gương mặt già của lão ta treo một nụ cười lạnh giọng điệu lại rất châm biếm vân lạc ơi vân lạc chỉ vì quyết định hôm nay của ngươi mà số mệnh cháu gái ngươi đã định sẵn là suốt đời không lấy được phu quân có điều biết đâu có loại người sẽ đồng ý cưới cháu gái của ngươi đó đó chính là ăn mày ha 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 mộ hành cừu cười lớn mấy tiếng lại nói tiếp, cho dù cháu gái Vân Lạc Phong của ngươi nỗ lực hết kiếp này, cũng không bằng một phần vạn cháu gái mộ vô song của ta. Để ta dạy cho ngươi một bài học này, cho dù người Vân gia của ngươi có thiên phú chắc tuyệt, thực lực hơn người thì đã sao? Còn không bằng nuôi dạy nữ nhi cho tốt. Trước có con trai trưởng của ngươi, cha của Vân Lạc Phong, sau thì đến con trai thứ Vân Thanh Nhã của ngươi, đứa nào không phải thiên phú hơn người, một đứa còn hơn một đứa, nhưng cuối cùng vẫn thua trong tay mộ gia ta, ngươi có biết tại sao không? sắc mặt vân lạc càng ngày càng xanh, nắm tay nắm chặt đến nỗi nghe cả tiếng răng rắc của khớp ngón tay, ánh mắt ông như lưỡi đao bắn về phía mộ hành cừu, mộ hành cừu lại ra vẻ chẳng chút nào là sợ hãi, lão ta cười lạnh tiếp tục nói, bởi vì mộ gia bồi dưỡng được một mộ cầm, thử hỏi trong hậu cung có ai được hoàng thượng sủng ái hơn cầm phi nương nương? Ngay cả thái tử, sau khi mẫu hậu qua đời cũng được giao cho cầm phi nuôi dưỡng, hiện giờ mộ gia lại bồi dưỡng thêm được một tuyệt thế nữ tử mộ vô song, tương lai chính là quốc mẫu mà vân ra các ngươi trừ hai đứa con trai đoản mệnh thì chỉ còn lại một đứa cháu gái xui xẻo thay lại là một phế vật cho nên lão ta dừng lại một chút nụ cười châm chọc bên môi lại càng rộng hơn không bao lâu nữa vân ra sẽ là quá khứ mà đợi khi ngươi chết đi rồi nhất định vân lạc phong sẽ sống những ngày tháng bị người người ngược đãi sống không bằng chết vân lạc hít sâu một hơi nấm tay cũng hơi hơi run rẩy hiển nhiên ông đã phải dùng sức lực rất lớn mới ngăn chặn được cơn xúc động muốn giết người trong lòng. Ngươi yên tâm, lão tử vẫn còn sống thêm năm 60 năm nữa. Muốn khi dễ phong nhi nhà ta, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ha ha ha. Mộ hành cừu cười to ba tiếng, ngươi cứ ở đây mà tự an ủi chính mình đi. Dù ngươi phủ nhận thế nào cũng không thay đổi được sự thật này. Mộ gia ta, vĩnh viễn sẽ phong quang. Mà vân gia rất nhanh sẽ là lịch sử. Nói xong lời này, mộ hành cừu cũng không nhìn gương mặt xanh mét của vân lạc thêm nữa. Lão ta cười to, đi về phía ngoài đại điện.